Trường Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh sóng truyện ma. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết qua Phi Hưng với bộ truyện Biệt thự nhóm máu và gần đây nhất là Oán nghiệt song sinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện của tác giả Phi Hưng nữa, đó chính là Kỳ án đêm trăng tròn. Nếu như yêu mến văn phong của Phi Hưng, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Rất mong quý vị trong quá trình nghe truyện hãy ủng hộ cho kênh sớm bằng việc nhấn like, share và subscribe. Nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh sớm up truyện mới thì chúng ta sẽ nhận được thông báo. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trên một con đường quốc lộ nối liền thành phố xa hoa với những vùng làng quê yên bình thanh vắng, đoạn đường nhựa này trải dài bất tận, rộng rãi thênh thang, không gian vắng lặng như tờ. Chỉ thỉnh thoảng có những chiếc xe tải cỡ lớn âm thầm lăn bước lướt qua nhau. Một người thanh niên tuổi tầm 25 đang ngồi trên một chiếc xe gắn máy cũ mềm. Ống bô phát ra những tiếng lạch bạch rõ to, xua tan đi sự tĩnh lặng xung quanh mình. Chiếc xe với ánh đèn yếu ớt phía trước chỉ phát ra được tí xíu ánh sáng mờ nhạt, cứ như thể khiến cả người lẫn xe đang chìm vào màn đêm. Anh tên là Long, là một người sống ở vùng làng quê gần đó. Bố mẹ Long mất sớm, chỉ còn lại hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Anh chàng mấy năm trước lên thành phố lập nghiệp, cũng quen được một cô gái trên đó rồi lấy làm vợ. Gia cảnh của hai gia đình nội ngoại cũng chẳng khá giả gì, nên tuy đã thành lập gia thất, nhưng Long cùng vợ chưa dám sinh con, sợ không lo nổi cho cả ba miệng ăn khi đứa bé ra đời. Lăn lộn với cuộc sống thị thành xô bồ tất bật, bỏ công sức ra nhiều nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu, vì công việc chính cũng chỉ là làm thuê làm mướn. Lúc nhàn việc thì ai kêu gì làm đó, chi phí sinh hoạt hàng ngày càng lớn. Hai vợ chồng sống đắp đổi qua ngày cũng rất vất vả, nên mấy năm trước anh đã bàn với vợ trở về cùng quê của mình ở cùng cậu em trai. Nơi vùng làng quê ấy tuy không khá giả lên được, nhưng ít nhất gánh nặng cơm áo gạo tiền nó nhẹ hơn so với cuộc sống đắt đỏ ở thành phố nhiều lắm. Long vốn không có việc chính nên chọn là một công việc không giống ai, gọi là thám tử online. Công việc này cũng đơn giản, trước hết là lên mạng mở một trang giới thiệu, sau đó nhận những công việc như theo dõi người này người kia rồi báo lại cho người thuê là được trả tiền. Thời buổi văn hóa đạo đức đi xuống, các ông các bà ra ngoài tòm tem ăn nem ăn chả khá là nhiều, nên Long thường được thuê đi theo dõi bắt gian, tìm chứng cứ ngoại tình các kiểu. Tính ra cũng thu được số tiền tạm ổn so với làm công ăn lương như trước đây. Làm lâu sẽ quen mặt, cái tên văn phòng thám tử online dần dần được đa phần các bà các cô truyền tay nhau mà tìm đến. Nhất là khoản bảo mật danh tính người thuê theo dõi càng làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu có thuận lợi nào kéo dài vĩnh viễn. Những gập ghềnh trục trặc sẽ thường xuyên xen kẽ xảy ra, làm khó người đời. Hôm nay cũng vậy, với Long là một ngày không may. Sở dĩ tối nay đi làm về muộn như thế này là do anh vô tình dính vào một vụ án mạng kinh hoàng, gặp rắc rối với phía bên cảnh sát nên đến giờ mới được cho đi. Số là hai hôm trước, Long được một ông lão tuổi tầm 40 tên là Quốc, một người đàn ông giàu có nhất nhì thành phố với cái nghề cho vay nặng lãi. Ông Quốc này thuê anh ta theo dõi con gái mình. Cô gái tên là Minh Vi, khá là xinh đẹp. Người cha cấm đoán cô con gái rượu không cho qua lại với một anh chàng công nhân nghèo vì không môn đăng hộ đối. Xã hội tiến lên hiện đại từ lâu, nhưng mấy vụ khinh chê nghèo hèn này vẫn thường xảy ra nhan nhản, bởi cái nhìn của người giàu dĩ nhiên là xem thường người nghèo. Hơn nữa, có bậc làm cha làm mẹ nào lại muốn con gái mình rơi vào tay một kẻ ất ơ nghèo khó đâu chứ.
tuy đã đai nghiến mắng nhiếc đủ điều, nhưng có vẻ như cô bé này không nghe, một mực vẫn còn qua lại với anh chàng kia, nên ông Quốc mới nhờ Long theo dõi xem sự tình có đúng như vậy không, rồi kiếm chứng cứ đem về đây cho ông là xong việc. Hôm nay lúc đang hí hửng lên thành phố tìm về gặp người thuê, trong người đã có những bức ảnh làm chứng cứ, sắp sửa được nhận tiền, thì cớ sự không may xảy ra. Khu nhà của người giàu có tên Quốc này rất rộng, phía trước là chỗ làm hiệu cầm đồ khá lớn, phía sau là nhà riêng với khuôn viên đằng trước như một cái sân bóng nhỏ. Kế đó là những gian nhà sang trọng to lớn, làm chỗ nghỉ ngơi tiếp khách. Long đến thì được dẫn vào một gian nhà nhỏ kế bên, chứ không phải phòng tiếp khách chính. Bởi lẽ dụ công việc này ông lão cũng không tiện lộ ra ngoài gây chú ý cho người khác. Vừa vào phòng, mới nói được đôi ba câu, thì liên tiếp có những người khách tìm đến gặp người chủ nhà. Ông Quốc hết ra lại vào, tiếp chuyện bên căn phòng khách khác. Làm Long đã uống no nước, vẫn không thể trình bày hết chuyện riêng mà nhận tiền công. Gần 2 tiếng sau, ông Quốc ấy đã tiếp xong dưới 10 người khách. Đúng là người giàu công việc nhiều, kẻ đến người đi không dứt. Ấy thế mà Long chờ đến tiếng thứ 3, vẫn không thấy người ấy quay lại nữa. Tuy sốt ruột và bực mình, nhưng cũng đành chịu. Nói cho cùng, anh cũng chỉ là người được thuê làm việc, chứ chẳng phải khách hàng gì mà đòi người ta tôn trọng ưu tiên tiếp đãi. Đang phân vân có nên ra ngoài tìm hay không, thì nghe tiếng la hoảng thất thanh vang ra từ phía trước nhà. Anh ta chạy ra, thì thấy nơi chỗ phòng kế bên, có một người phụ nữ đang ngồi tại chỗ, ánh mắt trợn tròn hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, đang nhìn trân trối vào bên trong căn phòng. Bên cạnh còn rơi vãi một bộ đồ lau nhà. Dường như đây là một cô giúp việc, chuẩn bị vào bên trong lau dọn nền sàn, thì trông thấy điều gì đó đáng sợ đến mức ngã ra đất run rẩy từng đợt. Người phụ nữ ngồi trên vũng nước bị đổ ra, nhưng có vẻ như không thể đứng lên được, toàn thân run run, run lên từng đợt có thể nhận thấy rõ. Lòng tò mò chạy lại hỏi thăm một câu, rồi nhìn vào trong căn phòng. Lúc này thì đến lượt anh chàng thức kinh hồn vía. Căn phòng trước mắt rộng lớn như một gian nhà thể thao mini, sàn gỗ bóng loáng đẹp đẽ. Giữa nhà có một bộ ấm trà cùng cái bàn nhỏ để tiếp khách. Nhưng bên góc tường đối diện đang có một xác người. Xác người này ngồi dựa lưng vào tường, mắt trợn tròn thể hiện sự kinh khiếp và đau đớn trước khi chết. Mồm há ra như loài cá đớp nước, khóe miệng nước dãi chảy đầy. Nơi cổ của nạn nhân cắm xuyên một mũi tên, có vẻ như lực bắn rất mạnh, nên nó xuyên thấu luôn qua cổ nạn nhân, ghim cả ra sau. Nơi vết thương đó, máu tươi vẫn đang không ngừng nhỏ giọt. Toàn thân của cái xác cắm chi chít những mũi phi tiêu bằng sắt to và nhọn hoắt. Nửa thân của mỗi cây phi tiêu sắt đâm thủng thân xác nạn nhân. Từ đó chảy ra những giọt huyết tanh tưởi. Chúng trào ra làm y phục bê bết máu. Dưới chân nạn nhân cũng đã có những dũng máu đông lại, đen đặc, nhìn đến ghê người. Choáng váng khi Long nhận ra, cái xác người bị mũi tên cắm xuyên cổ kia lại là ông Quốc, người mà cậu thám tử Nghiệp Dư đã ngồi chờ gần 3 tiếng đồng hồ qua. Hóa ra không phải ông ta bỏ quên cậu không tiếp, mà là ông ta đã không thể quay về tiếp chuyện với người khách này được nữa rồi. Ông ta đã bị giết chết sau mấy lần ra ra vào vào tiếp khách kia tại căn phòng này. Nhanh chóng có người gọi báo cho công an. Lực lượng chức năng lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường điều tra. Ai đã từng đến đây gặp ông Quốc đều bị triệu tập. Long lại ở ngay chính trong căn nhà, nên tất nhiên bị thẩm vấn điều tra đầu tiên. Camera trong căn hộ chỉ quay trong khuôn viên sân nhà và chỗ để tài sản cầm đồ. Còn phòng riêng thì không lắp được, nên không thể biết ông Quốc đã chết như thế nào. Căn phòng chỗ Long ngồi là phòng kín, không liên thông với phòng kế bên nơi xảy ra vụ án. Liên tục xác thực những chứng cứ, các biện pháp nghiệp vụ tinh chuẩn kỹ càng, cảnh sát đã loại Long ra khỏi danh sách tình nghi
và bị buộc phối hợp lấy lời khai tường trình, nên đến tối mịt như thế này mới xong việc. Anh được cho ra về, chờ sẽ gọi lại làm việc sau. Nghi vấn chuyện hướng dồn về vị khách cuối cùng đến gặp, người trong gia đình hay một kẻ sát nhân nào đó từ bên ngoài đột nhập căn nhà này mà ra tay gây án. Có thể là kẻ thù của ông Quốc, bởi công việc làm ăn của ông ấy phức tạp và cũng thường xuyên xích mích người này người kia lắm. Lào bầu cáo bẳn suốt dọc đường, cuối cùng Long cũng về lại ngôi nhà cấp 4 giản dị ở làng quê. Người vợ vẫn còn để đèn chờ chồng. Cô tỏ ra có hơi lo lắng khi trông thấy anh, bởi lúc trước Long cũng có gọi điện nói sơ qua chuyện mình phải ở lại phục vụ điều tra cho cơ quan chức năng nên sẽ về trễ. Ăn nhanh bữa tối đã nguội lạnh, còn chẳng kịp hâm nóng lại, Long nhìn vợ hỏi: "Thằng Quy đâu rồi, anh không thấy?" Người vợ cười xòa, gấp thức ăn cho chồng mà đáp: "Anh quên hôm nay là ngày rằm to vía lớn à? Cậu Út lại đi nhận làm lễ cúng cho người ta rồi." Người mà cả hai vợ chồng đang nói đến là Huy, em trai của Long. Tương tự như anh trai mình, Huy cũng không có bằng cấp gì nên khó xin việc. Mà anh chàng này cũng không theo những công việc lao động truyền thống, học dở đời sinh viên thì bỏ ngang, theo mối duyên duyên nào đó mà gặp gỡ một ông thầy bói, được người ta vừa mắt nhận về dạy dỗ truyền nghề cho. Nghề thầy bói thầy cúng tuy không hợp pháp nhưng cũng được khắp nơi mắt nhắm mắt mở ngầm thừa nhận, miễn không quá rầm rộ công khai là được, bởi vấn đề tâm linh thì nơi nào cũng cần đến, cũng là một nhu cầu thiết yếu vô hình của người dân. Đám cưới hay là khai trương gì gì đó, có ai mà không muốn tìm thầy lựa xem ngày tốt để bắt đầu cho thêm may mắn chứ. Chính vì vậy đây cũng là một cái nghề thường gặp chứ cũng chẳng lạ lẫm gì. Long nhìn vợ cười. Nói thì cũng kỳ thôi, có thằng em làm pháp sư mà anh lại chưa từng thấy mặt mũi con ma con quỷ nó ra làm sao cả. Vợ anh chàng tái xám mặt mày. Cô này vốn rất nhát gan nên nghe đến chuyện ma quỷ thì vội vàng gạt đi ngay. Ôi phủi phui cái mồm anh đi, toàn nói gỡ không à. Chỉ có hỏng may á mới gặp phải mấy thứ đó thôi, chứ đang yên đang lành anh muốn gặp hả? Làm gì có. Cứ ỷ lại vào chú Út á là coi chừng đó, không được gỡ miệng trêu ghẹo coi thường họ. Chuyện tâm linh á không có đùa được đâu. Thấy vẻ mặt cô vợ tái xanh vì nhắc đến ma quỷ, anh Long thấy buồn cười mà không nhịn nổi phải cố nín đi. Cũng không đả động gì thêm với vợ, bởi từ trước đến giờ anh cũng không tin vào ma quỷ. Mọi thứ trong nhà anh chỉ chăm lo bàn lễ gia tiên mà thôi, còn mấy chuyện cúng kiến anh giao hết cho cậu em trai tên Huy sắp xếp lo liệu. Hai vợ chồng vui vẻ ăn cơm rồi đi nghỉ, kết thúc một ngày không may với nhiều phiền phức rắc rối phát sinh. Trăng treo ngang đỉnh đầu, bóng trăng soi xuống thứ ánh sáng trắng lành lạnh nhàn nhạt phủ lên khắp nhân gian. Đêm rằm, trăng tròn dành dạnh lại có phần xinh đẹp lạ kỳ. Tại một ngã tư trên thành phố, gần chỗ nhà ông Quốc, nơi vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng sáng nay, có một bác xe ôm đang ngồi trên chiếc xe quay cũ kỹ, là vật dụng kiếm cơm hàng ngày của mình. Thời buổi hiện đại, xe ôm công nghệ ra đời, bọn họ đứng theo từng nhóm ở những khu vực trọng yếu, nên công việc của những bác xe ôm truyền thống như thế này cũng dời bớt đi nhiều. Cạnh tranh với người trẻ tuổi cùng đi kèm kết hợp công nghệ hiện đại thì thật sự rất khó khăn, có phần lép vế lắm, bởi những người như bác chỉ có thể dãy tay bắt khách theo kiểu truyền thống mà thôi. Nên để có đủ tiền để đắp đổi cho cái bụng đói qua ngày, những bác xe ôm lớn tuổi phải làm việc đến tối mịt, đứng chờ đón khách giảng lai ngay cả khi tối trời như thế này, bất chấp những cảnh báo về nguy hiểm cướp của giết người vẫn thường xảy ra trong những chuyến xe đêm vắng lặng. Người đàn ông dứt bỏ cái bật lửa bên lề đường, vẻ mặt có mấy nét khó chịu do điếu thuốc còn trên miệng, trông nó quá mức đáng thương.
ước đầu trong vẫn chưa chịu cháy đầu ngoài. Ông cẩn thận đưa mắt nhìn ngã tư đường vắng vẻ thêm một lần nữa. Không có một bóng người đi qua, bóng xe càng không thấy. Thứ làm bạn duy nhất với bác xe ôm già lúc này là những ánh đèn đường, những con lộ có chút sắc vàng hơi cổ quái. Thò tay vào túi quần, rút ra cái điện thoại nhỏ nhắn hiệu Nokia có phần cũ kỹ, lạc hậu. Mở màn hình trắng đen thời diễn cổ quan sát. 22 giờ 58 phút, cũng không còn sớm sủa gì nữa. Ôi, hôm nay là ngày đầu tuần mà, chắc không ai đi giờ này đâu. Ông ta trèo lên chiếc quay cà tàng, nhìn màu sắc còn không phân biệt được nữa. Ngay thời điểm ông lão đặt mông lên, nó khẽ lung lay như sắp sửa đem ra bổ đôi. Đâu ai nghĩ đến nó lại là tài sản rất quý giá của một bác tài xế xe ôm nghèo. Người đàn ông già gác chân chống lên. Chú ơi! Một tiếng gọi vang lên sau lưng. Quay đầu nhìn qua, là một thiếu niên xách theo ba lô to, miệng nở một nụ cười thân thiện. Anh này mặc sơ mi thu tay áo, quần tây, mang dép da, đang chậm chậm bước đến. Bàn tay khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên trên. Còn những khách không chú? Thằng này, tao làm gì có cái quyền từ chối khách hàng. Dạ, vậy chú chở con đi một chuyến nha. Thiếu niên nở nụ cười duyên dáng, ấn đường mạnh mẽ, nhân trung rõ ràng, ngũ quan đoan chính vô cùng. Cặp mắt đen trắng phân minh rất có thần, toát lên một sức mạnh vô hình, khiến người ta có cảm giác tin tưởng. Tựa hồ nhìn người, người thương, nhìn quỷ, quỷ kính, mười phần chất lượng. Thế mày muốn đi đâu? Thiếu niên chìa ra một tờ giấy nhỏ. Chủ xe ôm dùng cái điện thoại diễn cổ, mở chức năng đèn pin chiếu sáng, nhíu cặp mắt đã có tuổi lại, như muốn hỏi cùng mấy nét chữ dặn dẹo. Để coi, 50 nghìn. Thiếu niên cười tươi tự nhiên, lấy ra cái ví mang màu giản dị theo năm tháng. Ngón tay khẽ chọc, nụ cười không gì đó mà giảm đi. Bớt cần 10 nghìn được không? Ừ, ưu tiên khách đi giờ này vậy, thì đến giờ tăng ca rồi. Chú xe ôm tắt đèn pin cái tít, nhìn qua người khách buổi tối muộn rồi hỏi. Giờ đi về quê hả? Tụi nào lên đây mày? Đi chơi đâu mà về muộn thế hả? Thiếu niên gãi đầu cười cười nhận tội, hí hửng khoác cái chân lên yên chiến mã, chỉnh chỉnh sửa sửa cái mông, đặt ba lô trước bụng thủ thế. Xong rồi chú. Chú xe ôm mở khóa cho con chiến mã thân thuộc, đạp máy 7749 lần. Chiếc xe quay rồ lên lồng lộn theo sự di chuyển của tay ga đang nhấn nhá. Vào số, chiếc xe cà tàng lướt đi trong gió, kêu tạch tạch tạch, in tai, lại có chút buồn cười. Đi học về thăm nhà hả con trai? Chú xe ôm theo thói quen, trò chuyện tâm sự với khách hàng. Đưa xe quẹo phải chuyển hướng. Dạ, vừa xong việc ở trên này, con bây giờ mới về chú ạ. Nhưng mà đi kiểu này mát quá chú ha. Thiếu niên vừa nói vừa đặt tay lên đầu, xoa xoa cái mũ lưỡi trai. Ôi, nói cho mày biết nha, đường này á là tao mua rồi đó, gió mát phục vụ khách tận răng. Mày biết cảnh sát đứng đường Lê Duẩn không? Em rể tao đó. Mày biết cảnh sát đứng ở đường quốc lộ 1A không? Thiếu tao tiền cà phê 15 nghìn đó. Bác xe ôm vui tính bắt đầu mở đài chém gió. Anh thanh niên ngồi sau cũng phải bật cười theo. Dạ, thú thật là lâu lắm rồi con mới lại lên trên đây. Chưa có nắm rõ danh sách của cảnh sát lắm chú. Chú xe ôm rẽ vào một con hẻm hừ lạnh. Ôi, mày làm tao mất hứng quá. Ủa mà mày tên gì? Sau này cần đi đâu tao chở cho. Tao nổi tiếng là lấy giá rẻ đó. Để mấy tay khác là nó chém xong á, giấu xác luôn.
Thiếu niên cười hì hì, cũng nói đùa cùng ông bác. Dạ con tên Quy, đặc điểm nhận dạng là không bao giờ mê gái. Ừ, cứ gọi tao là chú Nhân là được, không bao giờ câu khách đà. Con hẻm này rất âm u, cũng may là còn cái bảng hiệu đèn của thẩm mỹ viện chiếu qua mấy tờ quảng cáo dán tường màu trắng, khiến cho nó đỡ đi phần nào sự u tịch. Con xe cà tàng chạy ra đường lộ, chuyển đầu qua hướng khác. Huy chợt lai dai của chú Dân. Chú ơi, dừng lại. Mày bị rớt đồ à? Chú Nhân đạp lùi số, thắng cái két, phối hợp với yêu cầu của vị khách. Không phải. Mày mắc đi ngoài hay sao? Hồi ráng đi, tao là tay lấy lụa mà. Huy lắc đầu, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng mà đáp lời. Chú rẽ phải 3 lần rồi. Giỡn hả mày? Giỡn hả mày? Chú Nhân tức cười, nhìn trái, nhìn phải, rồi chợt ông xe ôm cũng hoảng hồn. Còn mẹ nó thật, đường này là đường khi nãy tao đậu mà, quay lại chỗ cũ rồi. Không phải chú ơi. Huy chỉ tay về phía trước, nơi ngã tư đường vắng vẻ. Hồi nãy chú đậu đằng kia kìa, chú đang đi lùi mới đúng. Hả? Cái thể loại gì vậy? Tao đâu có chạy số lùi. Chú Nhân vỗ vỗ đầu tỏ ra kỳ quái. Hay chắc tao già rồi, quên trước quên sau. Thôi bù lại cho mày là tao không lấy thêm tiền xăng. Người xe ôm lại nổ máy, chạy lên, lại đi vào con đường quen thuộc, rồi tự trách. Ê, chú mày già rồi, nhớ nhắc nhở tao. Dứt lời, chú Nhân chạy đến con hẻm, chỉ tay vào trong. Nó đúng không? Huy đưa ngón cái lên. Ừ, đúng con đường này mà. Chú Nhân cười hãnh diện, chạy xuyên qua con hẻm tiếp tục cuộc hành trình. Đi khoảng 10 phút hơn, chiếc xe cũ kỹ dừng lại tại một ngã ba. Chú Nhân đập tay vào đầu xe một cái bịch, ánh mắt thản thốt nhìn cảnh vật trước mặt. Sao lại chạy về chỗ cũ nữa? Huy cười cười rồi nói. Chú nhớ con đường vào hẻm lúc đầu không? Thực ra chú lại chạy lùi thêm chút xíu nữa. Chú Nhân thở dài bước xuống xe, một tay hất hất ra hiệu cho vị khách trẻ. Ôi, xuống. Huy theo chiều chiếc yên xe bị nhấc ngược mà tuột ra sau, mặt cười méo xẹo thành hình chữ khổ rõ ràng. Cậu tò mò hỏi. Ôi, chú không chở con nữa sao? Ai nói? Chủ Nhân lấy ra chai nước suối rồi dỡ yên xe lên. Tao đổ xăng xe cái đã. Nhìn dòng nước xăng đổ vào cái miệng tham lam của chiếc quay tàu, Huy cảm thấy tội nghiệp chú. Hành nghề gian nan, ở nhà còn em rể, còn một con nợ 15.000 nữa chứ. Nghĩ nghĩ gì đó một lúc, Huy mới nói. Chú, con muốn nói cái này, chú phải bình tĩnh nha. Chú Nhân dặn nút chai rồi nói. Tự nhiên đi mày. Nhưng con sợ chú không tin. Theo như dấu hiệu nhận biết, có thể chúng ta đã gặp ma, bị ma che mắt đó. Là cái giống ồn gì? Huy kiên nhẫn giải thích lại. Là chú cháu ta gặp ma, dân mình hay gọi là bị ma che mắt. Bịch. Chú Nhân hoảng hồn đóng yên lại, hai mắt tỏ ra ánh nhìn sợ hãi, liếc ngang liếc dọc xung quanh, rồi gằn giọng. Trời tối rồi, đừng nói những điều không có nền ngang. Con nói thật, chú dặn nắp lại đi. Chú Nhân nhìn cái nắp bình xăng trên xe, vẻ run sợ mà nói. Tao tin. Nói chứ dân trong nghề mấy chục năm, tao cũng tin tưởng mấy cái kiểu này lắm chứ. Đang gặp chuyện mà mày nói như vậy, tao yếu đuối lắm. Đợi cho bác xe ôm sửa sang chiến mã ổn định,
Huy mới dám nói tiếp. Nơi đây âm khí quá nặng chú ơi. Chủ nhân khẽ giật giật một bên mép. Mày nói như tiểu thuyết linh dị của tụi tàu vậy. Âm khí đâu? Con cảm nhận thấy áp lực thôi. Ban đầu con cũng nghi rồi. Chú muốn thấy không? Nơi âm khí nặng nề như thế này rất là dễ thấy. Lời nói của Huy càng nhanh, chủ nhân càng giảm nhịp tim đi một tí. Hình như sắp ngừng luôn á thì phải. Tao không biết. Xem như chú tin mày. Mày cho tao thấy cái, lỡ nó kéo tao đi luôn á thì sao? Chú cứ yên tâm. Huy cười, đưa tay vỗ ngực cái phành. Có con ở đây, chú đừng có lo. Hả? Có mày thì sao? Huy kéo mở ba lô ra, ung dung nói. Bởi vì con có thể bắt ma trừ quỷ. Mày xem tiểu thuyết hơi nhiều rồi đó con. Thôi, chú chở mày đi một lần nữa. Mày cho tao mở rộng tầm mắt coi. Chủ nhân leo lên xe, vuốt ngực liên hồi, cố đem cảm xúc ép xuống. Mà mày á, trông như công tử, làm gì có sức mà đòi bắt quỷ. Bộ nó là nghề tay trái hay sao? Huy ngồi phía sau, đút tay vào trong ba lô, lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Con là thầy pháp đó nha. Trong ba lô của con là một cơ số pháp bảo đạo gia, chuyên trừ khử quỷ hồn dứt dưỡng, không nơi nương tựa. Huy lấy ra một tấm linh phù màu vàng, bên trên có những nét vẽ chu sa ngoằn ngoèo đen xì, múa loạn như thể loài rắn. Chú sẵn sàng tâm lý chưa? Đừng có hù tao nữa. Muốn làm gì thì làm đi, tao nhắm mắt đây. Huy mỉm cười, tay cầm linh phù khẽ phất phất lên, phe phẩy tờ bùa trước mặt bác xe ôm già vui tính một lúc. Huy dỗ dài bảo ông mở mắt. Ông bác già vừa làm theo thì há hốc ra, cầm như muốn rơi xuống đất, bộ dáng không thể tin nổi. Hai người bọn họ thế mà lại đang ở trong một khu nghĩa trang. Xung quanh là màn đêm an tĩnh, được soi sáng bởi ánh trăng đêm lành lạnh. Những ngôi mộ nằm im lìm khắp nơi, những tấm bia đá lừ lừ xuất hiện ở mỗi ngóc ngách trong tầm mắt. Cứ như thể họ đang bị hàng trăm ngôi mộ dây vào giữa. Không khí quá mức ấn lạnh, cảnh vật thì càng thê lương, hoang vu đáng sợ. Không thể nào, sao có thể vậy được? Rõ ràng chúng ta đang ở trong thành phố mà. Lẽ nào đây chính là chuyện ma dẫn ra nghĩa trang mà mọi người hay kể thì sao? Huy cười kha kha, làm mặt quỷ trêu ông. Chúc mừng chú đã gặp may mắn, rút thăm trúng thưởng một chuyến đi được ma dẫn đường quỷ lừa lối. Bác sơ ôm trợn mắt nhìn cậu trai, rồi tở hắt ra mà xua tay. May mắn cái đầu mày á, trúng thưởng kiểu này á tao không có ham. Giờ tao tin mày rồi đó. Thế phải làm sao đây hả? Làm sao ra khỏi đây? Huy nhún vai dửng dưng như chẳng có gì quan trọng. Thì chú muốn đi thì cứ đi thôi. Đâu ai giữ chân chú đâu. Hả? Con đã làm phép rồi. Chú chẳng còn bị che mắt nữa đâu. Sẽ đi về đúng đường thôi. Rồi Huy giơ tay chỉ ra hướng cửa nghĩa trang đang thấp thoáng ở xa xa ngoài kia mà nói. Phiền chú ra đó chờ con một chút. Con làm xong việc á, rồi sẽ theo rồi cùng về. Mày muốn làm gì? Dạ đương nhiên là con chào hỏi con ma rồi. Nó dẫn chúng ta đến đây, không trả lễ thì hơi khó coi á hả. Bác xe ôm lạnh người khi nghe câu nói đó. Thằng nhỏ này không chỉ phá được phép ma che mắt, mà còn muốn trả đũa lại cái thứ đáng sợ đó nữa. Xem ra đêm nay không chỉ gặp chuyện không bình thường, mà còn gặp cả người phi thường nữa. Ông lão không nói nhiều, nổ máy toan chạy đi ra cổng. Trước khi đi còn quay đầu lại nói. Nè, mày là ma hay người đó? Huy lại làm mặt quỷ trêu ghẹo. Con là ma đó, dẫn chú vào đây để ăn thịt chú đó hả?
Người xe ôm thở hắt ra một hơi rồi nổ máy rời đi. Tới cổng nghĩa trang ở phía xa xa mới dừng lại tắt máy. Hơi ngẩng đầu hóng hớt nhìn về phía bên trong. Tuy ánh trăng khá sáng nhưng do đứng xa cũng chẳng thể trông thấy gì nhiều ngoài một bóng người cử động ở giữa nghĩa địa. Ông bác già tốt bụng không muốn rời đi, bỏ mặc người khách ở lại đây, mà có thể cũng là không dám rời đi một mình, sợ lại gặp chuyện không may. Chờ người bác già đi khỏi, ánh mắt Huy chuyển qua âm trầm sắc lạnh vô cùng. Quay đầu nhìn ra một phía, nơi một ngôi mộ gần đó. Trên một tấm bia đá đang có một thân ảnh đã đứng đó từ bao giờ. Nó bất động im lìm như một hình nộm rơm giữa cánh đồng. Chỉ có điều nơi đây là nghĩa trang, hiển nhiên đây là một bóng ma. Bóng ma này là một nam nhân, đầu tóc đen rối bù xù, phả ra trước và sau khuôn mặt, làn da xanh xao tím tái, miệng há ra như cá đớp nước, chảy đầy máu mủ tẩm lợm. Hai con mắt sắc lạnh to tròn trợn trắng, bên trong không có con người. Trên nền mắt trắng giả còn pha lẫn một chút đỏ tươi như máu. Từ cổ trở xuống, thân ảnh hồn ma toàn máu me dính bê bết, đang không ngừng túa ra những vết thương khắp cơ thể. Nơi cổ là một lỗ đen sâu hẫm, xuyên qua trước và sau thịt. Từ trong đó phun ra những tia máu nhỏ đen xì như cục mực tàu, chảy xuống từng dòng ớn lạnh ánh nhìn. Bóng ma kinh dị lừ lừ phiêu phù trong không trung. Giữa khu nghĩa trang im lìm lạnh giá, càng làm cho người khác cảm giác sợn tóc gáy. Huy chăm chú nhìn dòng hồn. Dĩ nhiên, nó là kẻ đã đưa đường dẫn lối cho hai người tới đây. May mà kẻ đêm nay bị nó dẫn là Huy. Chứ nếu không thật không biết, nó sẽ làm gì nạn nhân đây nữa. Huy cười nhạt. Dòng hồn chết quan sắp quá quỷ sao? Khi ánh mắt mày nhìn, chuyển sang màu đỏ hoàn toàn á, thì đã là lệ quỷ. Đến lúc đó không có thể cứu vãn. Mày là thật muốn trở thành quỷ hả? Nhưng lúc còn chưa biến quá hoàn toàn thì mau dừng tay đi. Theo quỷ sai về địa phủ mà phán xét, khả dĩ còn có được một chút cơ hội đầu thai đó. Bóng ma trước mặt vẫn im lặng không trả lời, như thể đang cân nhắc đánh giá đối thủ. Nó cũng đã nhận ra đối phương khó chơi, biết phép trừ tà có thể làm tổn thương được nó. Không cẩn thận thì có khi đêm nay bị đánh cho tan hồn cũng không phải là chuyện đùa. Một lúc sau, từ khuôn miệng đầy máu đang há ra, phát ra một âm trầm thấp. Thanh âm nhẹ bẩn nhưng lại vang vọng như tiếng chuông, lanh lảnh hòa vào trong thinh không. Pháp sư, xin giúp tôi. Giúp tôi với. Tôi chết quang. Chết quang lắm. Xin hãy giúp tôi với. Tôi muốn trả hận. Trả hận. Huy nhìn vong hồn mà lắc đầu. Ta không có giúp được. Cái chuyện chết quan trên nhân gian quá nhiều, chỉ có luật nhân quả mới đủ có khả năng đền bù và trả lại công đạo cho ngươi. Ngươi hãy yên tâm đi đầu thai đi. Kẻ hại ngươi á, rồi cũng theo tuần hoàn có thiên địa đại đạo mà đền tội thôi. Hồn ma nghe thế thì gầm lên. Tôi không muốn, không muốn đi đầu thai. Kẻ giết tôi phải trả giá, phải chết thảm mới khiến tôi nhắm mắt được. Huy thở dài một hơi. Phản ứng này không làm anh ngạc nhiên. Có ai chết quan mà chịu cam tâm chứ? Không trả thù mới là chuyện lạ. Nhưng quan tình thế gian này đầy rẫy, giúp một giúp hai cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Trừ phi là có nhân duyên gắn kết mới phải nhúng tay vào. Đây chính là tiêu chí hành đạo của mỗi người học pháp, vạn sự tùy duyên. Nếu duyên khởi thì sẽ tự kéo vào nhân quả mà thực thi trách nhiệm của mỗi người. Rút ra một tấm phù chú vàng tươi, Huy đắn đo nói.
Xem ra không dùng lời nói thuyết phục được rồi. Tuy ta thông cảm cho nỗi oan của Dông Linh, nhưng thực sự là không có cách. Để ngươi lại dương vấn dương gian, với quán khí kia hẳn là sẽ gây chuyện hại người vô tội mà gia tăng quỷ lực, hòng trả thù, quá thành lệ quỷ tà ác. Ta đành cưỡng ép đưa ngươi một đoạn đường về dưới kia vậy. Không, tôi không muốn. Không. Hồng Ma thấy tên pháp sư trước mặt sắp ra tay đánh mình thẳng xuống địa phủ thì gào lên một tiếng không cam tâm. Nó chết thảm không thể nhắm mắt. Kẻ thù còn đang dương dương tự đắc nhẫn nhơ ngoài kia, sao nó có thể chịu mà đi đầu thai cho đặng. Đúng lúc nó chuẩn bị phản kháng thì chợt gió từ đầu nổi lên dữ dội, từ bốn phương tám hướng thổi về, khuấy động một vùng nghĩa trang yên tĩnh. Bụi đất bốc lên mù mịt, các thứ lá cây khô cũng tung bay lên múa khắp nơi. Âm phong lạnh buốt lúc này cũng dây lấy anh pháp sư trẻ như một gọng kìm đang từ từ siết chặt lại. Huy nhíu mày căng thẳng. Âm phong này không phải thứ thường thấy, bên trong chứa âm khí nồng đậm lắm. Anh pháp sư nhìn giáo giác khắp nơi. Những cơn gió lạnh lẽo này không phải là do con ma trước mặt tạo ra, bởi hồn ma ấy chỉ vừa mới chết. Tuy quán khí mạnh mẽ, nhưng thực lực thì chưa thể đạt đến mức này. Có thứ không sạch sẽ khác đang tiến đến đây. Hơn nữa, nó còn có thực lực rất mạnh. Đúng, như Huy suy đoán, lúc này hồn ma nam nhân cả người đầy máu kia cũng đang tỏ ra hoảng hốt. Âm phong lạnh buốt thấu xương chứa sức mạnh vô hình kia không chỉ dây lấy cậu pháp sư, mà đến nó cũng đã bị khóa chặt. Hồn ma yếu ớt mới chết, như cảm thấy vô lực phản kháng, như thể hình ảnh con kiến nhỏ bé bị con voi to lớn dẫm dưới chân vậy. Một tiếng gào rú vang vọng thiên địa, thanh âm tàn ác đột ngột từ khắp nơi phát ra. Bác xe ôm ngoài kia lúc này đang đưa tay che mắt vì bụi đất theo gió cuốn thốc tới. Lúc này cũng giật nảy mình vì tiếng gào thất kinh tâm đó. Ông thầm nghĩ coi bộ mình quyết định ở lại là một sai lầm lớn rồi. Cái tiếng gào rú kia thật quá man rợ và quỷ mị, làm ông như muốn ngất xỉu đi tại chỗ. Không gian xung quanh bóng ma nam nhân đang đứng đối diện với Huy đột nhiên rung động mạnh, nổi lên những đợt gợn sóng, rồi phiêu phù hiện ra một bóng đen to lớn bằng ba thân người trưởng thành. Quỷ thần của bóng đen này không hoàn chỉnh, không có nhân dạng con người, mà chỉ có một mảng to lớn đen xì. Phần đầu là có chút rõ ràng nhất, với cặp mắt to đỏ ngầu phát sáng như đèn xe. Miệng nó há ra rộng ngoác đen thui như hố sâu không đáy, trên đó mọc ra tua tủa những cái răng nanh sắc nhọn trắng hếu. Soạt một tiếng, cái miệng to rộng ngoác của bóng đen mới há to ra như loài rắn nuốt mồi. Chỉ một ngụm đã cắn nát nửa thân của hồn ma bị dây khốn kia, khiến chỉ trong một giây, dòng hồn đó chỉ còn một nửa thân dưới, lúc mờ, lúc tỏ, như sắp bị tan biến đi. Bóng đen tà ác nhai nghiến một nửa linh hồn vừa cắn được, vẻ mặt hưởng thụ khoái trá. Gió thổi ngày một dữ dội, Huy khó nhọc mở mắt quan sát phía trước, biểu tình căng thẳng tột độ, miệng lầm bầm phát ra một câu nói. Chết tiệt, không ngờ là một con quỷ dương. Quỷ dương là một loại yêu tà tu luyện từ hồn ma của con người tạo thành, hoặc từ linh vật thành tinh, hay những thứ cây cỏ lâu năm sinh linh mà tạo thành. Quỷ lực vô cùng mạnh, tu vi không dưới ngàn năm, khó gặp vô cùng. Đứng đầu loài ma chúng quỷ nên được gọi là quỷ dương. Con quỷ dương đưa mắt nhìn trừng trừng tên thầy pháp trước mặt, nhưng không làm ra hành động gì cả. Một lúc sau, nó quay thân như muốn rời đi. Huy sắc mặt nghiêm nghị, không nhịn được, dứt khoát rút ra kiếm gỗ đào, hét lên. Con mẹ tên quỷ già, dám cướp con mồi của ta sao? Ta xem ngươi còn cướp được nữa không? Huy tức giận, từ trong ba lô lấy ra một lệnh kỳ nho nhỏ, đem lệnh kỳ đó cắm ngay trước mặt. Lệnh kỳ đó không ngờ lại có thể tự đứng trên mặt đất. Huy lập tức lại lấy ra những lệnh kỳ tương tự, dựa theo những phương vị ngũ hành bát quái sắp xếp một dòng.
khoanh chân ngồi vào bên trong, tay bắt ấn quyết, trong miệng niệm vài câu chân ngôn khẩu quyết. Lập tức xung quanh hắn kim quang bừng lên mãnh liệt. Huy mở to mắt, dùng tay ném vài hình nhân bằng giấy nho nhỏ ra ngoài. Vài tiếng loạt xoạt vang lên, những hình nhân giấy nằm trên mặt đất. Trong kim quang bao phủ, lập tức hóa thành bốn quang ảnh hình người cao đến hai thước. Chỉ thấy bốn thân ảnh cao lớn, tướng mạo khôi ngô, dữ tợn, mặc kim sắc khải giáp. Trong tay cầm các thứ bảo kiếm, trường đao, cương tiền, phục trang theo kiểu võ tướng thời cổ. Nhìn phản phất như tứ đại môn thần thường thấy trong tranh. Huy nghiến răng quát lớn. Khai, thỉnh môn thần, yêu ma quỷ quái, thối lui. Bốn môn thần thân hình dao động, đồng thời phát ra một tiếng rống to, xông tới phía quỷ dương. Trong lúc nhất thời, các loại vũ khí chém tới tấp vào quỷ dương. Quỷ dương tựa hồ cũng cảm giác được lợi hại, cơ thể liên tục lùi ra bên ngoài. Thân hình như có một khối huyết sắc hỗn độn dần dần thu nhỏ lại. Linh lực phi kiếm phóng ra của Huy cũng bị hắn hấp thu hoàn toàn. Cậu pháp sư lúc này sắc mặt hơi tái. Thời gian tu luyện của hắn bất quá chỉ mới một thời gian chưa đủ dài. Mặc dù có sư phụ tốt, nền tảng thoát thai hoán cốt, tu luyện so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao với thời gian ngắn ngủi đó, thì có được bao nhiêu đạo hạnh mà đòi đánh với vua của chúng quỷ đây? Thứ mà pháp sư trẻ lúc này có thể dựa vào mà sinh ra để tự tin chống lại yêu ma, chính là những pháp khí cực mạnh mà người sư phụ đã truyền lại cho mình ngày trước. Việc bày trận pháp thỉnh môn thần này cơ hồ lấy sạch pháp lực của anh. Có điều bốn môn thần kia quả nhiên lợi hại, quỷ dương lập tức đã trúng đòn, trù lên rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng bốn môn thần đã dây hắn lại, dùng thần binh lợi khí chém vào quỷ dương. Lập tức hắn rút bỏ cơ thể hắc sắc, hóa thành vũ khí hồng sắc. Chỉ trong chốc lát, quỷ dương giống như một cây củ cải bị lột bỏ lớp ngoài, cơ thể rút nhỏ vài phần. Hắn rút cuộc không chịu nổi, kêu to một tiếng, trước ngực đột nhiên phình ra. Lập tức trong miệng phun ra một luồng hồng sắc vũ khí đậm đặc. Huy mặc dù ngồi cách xa cũng ngửi được mùi huyết tinh làm cho người ta buồn nôn. Bốn môn thần kia bị hồng sắc vũ khí bao quanh, kim quang trên người dần dần phai nhạt. Pháp lực giống như dần dần sút giảm, hình dáng muốn tan rã ra. Huy cắn răng, từ trong ba lô lại lấy ra một trứng gà màu đen, dùng sức quăng mạnh về phía quỷ dương. Phịch một tiếng, trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một con kỳ lân nhỏ. Con kỳ lân này cũng không phải là một thực thể, mà là một quang ảnh hư ảo chứa đầy linh khí mà những người học đạo mới có thể thấy được. Chỉ thấy kỳ lân thú há miệng, cắn một miếng vào người quỷ dương, sau đó dùng sức giật mạnh. Cơ thể quỷ dương đã bị nó cắn lôi mất một miếng lớn. Lúc này pháp lực của bốn môn thần rốt cuộc cũng mất hết. Xì xì vài tiếng, hóa thành kim quang, rồi lại biến thành bốn hình nhân giấy rơi xuống đất. Nhưng quỷ dương cũng bị thương quá nặng, tru lên vài tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Huy trong lòng căm tức, hắn hôm nay chịu thua thiệt, tổn thất một cây pháp kiếm. Cây pháp kiếm đó là do hắn vất vả xin được từ chỗ sư phụ, chất liệu gỗ trừ tà rất quý hiếm. Nguyên bản người sư phụ kia nói hắn pháp lực không đạt đến cảnh giới nhất định, không thể sử dụng pháp kiếm. Nhưng Huy không ngừng mè nheo nài nỉ, rốt cuộc mới cho hắn một cây. Kết quả hôm nay trận chiến đầu tiên, thanh kiếm đã bị mất. Chuyện này với anh pháp sư trẻ làm sao chịu được. Thấy quỷ dương bị thương muốn bỏ chạy, Huy lập tức nhảy dựng lên, tiện tay thu kỳ lân trở về. Kỳ lân thú chính là một pháp bảo hùng mạnh, mặc dù lợi hại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một lát mà thôi. Huy không dám qua loa nữa, mắt thấy quỷ dương muốn chạy, lập tức thu hồi pháp bảo, tự mình đuổi theo. Lão quỷ già, đền kiếm lại cho tao! Nhưng quỷ dương bỏ chạy cực kỳ nhanh chóng, cơ thể lay động vài cái, đã lướt đi được chục thước. Huy chạy trong chốc lát, lại phát giác khoảng cách song phương càng ngày càng xa,
Hắn trong lòng sốt ruột, không khỏi sờ sờ vào ba lô trước ngực. Trong này còn có một pháp bảo lớn nhất, đó là Ngọc Như Ý do tổ truyền cho. Dùng cái đó để trực tiếp triệu hoán chư linh tiên tổ đến trợ giúp. Nhưng trận chiến đầu tiên của mình đã mất mặt như vậy, làm sao có thể tìm các vị đó đến nhờ hỗ trợ. Huy không muốn để cho sư phụ mình cười nhạo. Anh cắn răng tung vài đạo linh phù ra ngoài. Đây là hoa địa di thốn thuật của đạo gia, cũng là xúc địa thuật thông thường. Pháp thuật vừa thi triển ra, Huy một bước đạp ra mặt đất dù không lớn, lại bỗng nhiên bước dài tới hơn hai thước. Thân ảnh của quỷ dương đã nhẹ nhàng lướt về hướng núi. Phía sau cậu pháp sư liên tục la hét đuổi bắt, cũng chỉ có thể duy trì cục diện hai bên. Quỷ dương này cũng cực kỳ xui xẻo. Giống địa phương này bị người thi triển ám phong thủy, tụ tập tất cả âm khí và ô uế xung quanh, chính là nơi quỷ vật rất thích tụ tập. Nhưng hôm nay lại có tên pháp sư có nhiều bảo vật này đến đây, dùng kim cương lên chấn trụ các vị trong khu vực. Hắn nhìn thấy lần này không quá hai ngày, sợ rằng âm khí nơi này đã bị tan hết. Lúc này mới dẫn rất nhiều lệ quỷ đến công kích. Nhưng Huy là người có pháp thuật, một phen đấu tranh, quỷ dương lại chịu thiệt, liên tục bị đả kích. Ngay cả quỷ thân tu luyện của mình cũng thụ tổn quá lớn thường thế. Loại quỷ quái này tu luyện thực sự không dễ dàng. Nếu không có cần thiết cũng sẽ không cùng người liều mạng. Cho nên giờ phút này quỷ dương chuyên tâm chạy trốn. Huy quả thật rất yêu thương cây pháp kiếm đầu tiên của mình, nói gì cũng phải bắt đối phương trả giá bằng được. Một người một quỷ chạy về hướng núi. Dù sao quỷ dương tu luyện đã trăm năm, pháp lực mạnh hơn Huy. Khi đến gần sơn lâm, thân ảnh đã nhanh chóng tiêu thất. Không nói Huy ở phía sau đuổi theo. Quỷ dương này đang phi nhanh trong sơn lâm. Quỷ thân của hắn chiếm địa lợi ở khu này. Nguyên bản quỷ dương này chính là u hồn lệ quỷ, chuyên môn hấp thực hồn phách tu luyện của kẻ khác. Đó là một loại lệ quỷ pháp thuật cường đại. Trong chỗ nghĩa trang này, âm khí quá nặng, có thể hấp dẫn u hồn dạ quỷ chung quanh đến tụ tập. Đối với quỷ dương mà nói, đúng là địa phương tốt nhất để đi săn. Nhưng đêm nay không ngờ lại bị người hủy đi nơi săn bắn. Hắn tự nhiên sốt ruột. Nhưng sau khi chiến bại, chỉ muốn chạy thật nhanh, chẳng có lý do gì phải liều mạng cả. Loại lệ quỷ này không có chỗ ở cố định, lang thang khắp chốn. Ở trong núi nguyên bản có một phần mộ của một nhà giàu, kiến trúc đẹp đẽ. Kết quả bị quỷ dương đến đây, không khách khí hấp thụ quỷ hồn bên trong, chiếm cứ âm trạch. Hắn đã bị thương, tự nhiên đầu tiên nhất định nghĩ đến chuyện chạy về chỗ tu dưỡng kia. Đột nhiên phía trước, một đại võng kim sắc tung ra. Quỷ dương chạy thẳng vào trong đại võng. Nhục thân huyết sắc của hắn bị kim võng trói chặt, lập tức nhẹ nhẹ toát ra hắc khí, đầu đến thét lên từng tiếng kinh tâm. Nhưng đại võng càng dùng giấy càng siết chặt. Bóng đen quỷ dị chỉ biết gào lên thống khổ. Một lúc sau thì quyết đoán xông ra khỏi dòng kìm hãm, bỏ lại một phần thân thể bị mắc lại đang bị triệt tiêu đi. Còn thân quỷ thì thoát ra được, lướt nhanh như gió, rồi biến mất trong màn đêm. Trăng lúc này cũng bị những cụm mây đen dày đặc bao phủ, ánh sáng tỏa ra yếu ớt, rồi dục tắt. Huy chạy đến nơi, hơi thở phì phò mệt nhọc. Đấu với quỷ dương không phải là chuyện đùa. Vừa nãy đã dắt kiệt đi toàn bộ sức mạnh pháp lực của anh, nên giờ muốn đuổi theo trừ tận gốc cũng hữu tâm vô lực. Huy thu lại tấm lưới phép, cào nhau. Nó bị thương rồi, lần sau gặp lại nhất định không thể để cho nó chạy thoát nữa. Mà con quỷ dương này cũng đã bị thương từ trước, chứ nếu không đêm nay chắc bỏ mạng lại đây phải là mình. May mà mình không có gì nhiều ngoài bảo vật pháp khí trừ tà các kiểu. Chậm rãi đi lại ra cổng nghĩa trang. Lúc này âm phong đã dừng hẳn, nghĩa địa lại im lìm, tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu của một vài con thú săn đêm hoặc tiếng côn trùng gọi bạn.
Mũi cũng thì nhào dò dè nhỏ bên tai. Huy gặp người xe ôm già đang run rẩy đứng chờ ở đó. Cậu cười chứ ông ta thì không cười nổi. Đêm nay quả là một trải nghiệm nhớ đời và vĩnh viễn không muốn sẽ lại gặp phải lần thứ hai chút nào. Huy được bác tài xế già chở về tận làng. Trước căn nhà cấp 4 giản dị, sau khi thanh toán đủ tiền thì cả hai chia tay nhau. Huy đang mở cổng toan bước vào thì bỗng dừng chân lại, nhíu mày nghi hoặc đánh giá căn nhà của mình. Bằng kinh nghiệm mấy năm nay, anh chợt nhận ra nhà mình thế mà có âm khí phát ra từ bên trong. Có tà vật đến đây xâm phạm. Lẽ nào là con quỷ lúc nãy tìm đến trả thù sao? Nghĩ thế, Huy hốt hoảng tông cửa lao vào. Ông anh trai ngã ngớn và bà chị dâu hiền lành của anh đang ở trong đó. Lại nói ít phút trước, thám tử nghiệp Dư Tinh Long và cô vợ đã lên giường ngon giấc sau một ngày dài mệt mỏi. Phòng hai vợ chồng có diện tích nhỏ, có một gác lửng, nhà hơi bẩn. Cũng may còn để lại cây chổi và cây lau nhà. Trước lúc ngủ, Long lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước mới yên tâm tắm rửa, tắt đèn đi lên giường ngủ. Đang ngủ say sưa giấc nồng thì chợt... Long ơi, cậu Long ơi. Từ đầu một âm thanh nam nhân phát ra, tần số âm trầm. Long ơi, dậy đi. Trong cơn mơ màng, Long bị kêu mấy lần làm cho tỉnh mộng. Dậy đi. Anh Long dần mở đôi mắt ra, hình như có một người nam mặc áo liệm trắng che phủ lên tay chân. Mái tóc đen dài rối loạn bù xù theo một đường phủ xuống thẳng mặt mũi. Ông ta ngồi kế bên đầu nằm của Long, có cảm giác như đang trong hắn ngủ. Nguyên nhân là bóng ma thò đầu phía trên một khoảng gần trực tiếp nhìn xuống. Khuôn mặt trắng bệch thất thường, lạnh lẽo, đôi mắt mở to trông như không có mí mắt, mở rất to. Máu me từ khắp thân không ngừng nhễu ra, kinh tởm vô cùng. Mắt tròn xoe trừng xuống đối diện. Lòng mơ màng như thế, mở miệng ngáp một cái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Vợ chồng anh quá mệt đang ngủ bù, gọi cái gì mà gọi, thật phiền quá mà. Dậy đi. Lòng lại một lần nữa thức giấc, dù mí mắt cứ sụp xuống như thế. Quả thật, anh đi xe cả ngày rất mệt, lại dướng vào pháp lý một thời gian dài, đầu óc căng thẳng không muốn dậy. Nhưng mà lúc này, có giọt nước màu xanh lục vừa rơi xuống. Tỏng. Nước rơi vào mặt anh thám tử nghiệp Dư. Tỏng. Tỏng. Lộng chửi thầm, mẹ nó, không lẽ mái nhà bị dột mưa? Bao năm ở quê không ai muốn như thế, đúng lúc mệt nhất thì lại dột. Lòng khổ sở mở mắt ra nhìn. Lúc này thì cả người co quắp, toàn thân tê cứng, khi trước mặt là một hồn ma khuôn mặt rạn nứt như mạng nhện. Da mặt hở như thế, lộ ra cả bó cơ thịt bên trong. Phút chốc chỉ còn hai con mắt là trừng như ban đầu, còn lại diện mạo đều không nhìn rõ. Nhưng mà không thấy máu, khắp mặt hồn, tiết thứ dịch xanh lục, kéo sợi nhỏ xuống liên tục, phảng phất mùi hôi tanh có chút buồn nôn. Lòng kinh hồn bạc phách, trợn ngược mắt lên trên mày, hai hàng chân mày đảo nghịch nhăn lại với nhau. Trong lòng của Long thầm kêu khổ, lúc tối còn vui miệng nói không được dịp gặp ma lần nào, giờ thì ma nó tới tìm tận rồi, quá đáng sợ. Long lay mạnh người vợ để gọi dậy, nhưng mà kỳ lạ là cô vợ ngủ say như chết, có lai như thế nào cũng không tỉnh, miệng không ngừng nói mớ cái gì đó. Người thám tử run rẩy khi nhận ra bóng ma này chính là ông Quốc, người lúc sáng anh đã đến gặp để giao phó trả kết quả công việc toàn nhận tiền. Nhưng ngay sau đó thì ông ta đã bị giết chết. Ông Quốc à, ai giết ông thì ông đi tìm người đó đi, sao lại tìm tôi làm gì? Ông tha cho tôi đi.
tha cho tôi. Linh hồn kia vẫn im lặng không đáp lời, hai mắt nhỏ ra hai hàng lệ máu. Các vết thương trên người cũng cứ thế ứa ra đỏ thẫm, nhỏ tông tổng xuống chăn màn. Kỳ lạ là máu vừa thấm vào lớp vải liền biến mất đi, vô thành vô tức. Lòng run rẩy bò trường ra sau, nhưng hồn ma cũng theo đó mà tiến lại, áp cái mặt đầy máu me kinh dị đó sát vào đầu của cậu trai trẻ lúc này đang căng thẳng sợ hãi cùng cực. Cặp mắt trắng giả pha chút đỏ tươi đó nhìn lăm lăm vào mắt của cậu thanh niên. Đúng lúc lòng sắp sửa té xỉu thì rầm, cánh cửa chính bị đạp mở tung ra, phát ra âm thanh kinh tai. Huy lao ngay vào trong nhà rồi hướng phòng ngủ của ông anh trai, không thèm gõ cửa mà cứ thế xộc vào trong. Nhìn thấy vong hồn trên giường của anh mình, Huy cũng có chút bất ngờ. Chính là vong linh sắp quá quỷ trong khu nghĩa trang kia, mới cách đây ít phút nó còn bị quỷ dương cắn mất một nửa hồn thân. Chính xác thì bây giờ nó nhỏ yếu và vô hại, chứ không còn sức mạnh như khi mê hoặc ông bác lái xe ôm nữa. Huy nhíu mày gằn giọng nhìn hồn ma mà quát. Sao lại là mày nữa? Ủa, mày bám theo tao sao? Vào nhà tao tính làm gì đó? Lòng thật muốn mở miệng chửi cậu em trai cho một trận. Sao không lo trừ nó đi mà còn đứng đó hỏi thăm cái gì? Không thấy nó đang ở sát thân của anh sao? Nhưng lòng quá khung sợ, không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể dương mắt cầu cứu hướng về cậu em trai. Quỷ hồn lúc này mới hơi lùi lại, cách ra một đoạn với anh chàng thám tử. Nó lại phát ra thanh âm run rẩy, hướng về phía Quy mà gian nài. Xin giúp tôi, xin giúp tôi với, tôi chết hoang, hoang lắm, hoang lắm. Ê, tao đã nói là không có giúp được, sao mày cứ... Huy chưa nói dứt câu thì tròn mắt. Lúc này hồn ma kia đang từ từ tan rã ra như bụi phấn. Từng hạt li ti trắng tinh như những hạt bột tinh khiết nhất. Vong hồn chỉ kịp nói thêm mấy tiếng sau cùng. Giúp tôi, thằng Nguyên, thằng Nguyên. Nói đến đây thì vong hồn kia đã tan nát hoàn toàn, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Nó vốn đã bị con quỷ dương cắt nát và nhai nuốt, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn. Đến giờ đã không chống chọi được nữa rồi. Nguyên sao? Người có tên này liên quan đến cái chết của hồn ma đó. Huy lẩm bẩm hai chữ sau cùng mà vong hồn ông quốc cố nói trước khi tan biến. Lòng bấy giờ đã bình tĩnh hơn, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa thể đè xuống được. Ngực phập phồng, đang thở gấp ra từng cơn mãnh liệt. Anh không sao chứ? Huy lo lắng hỏi thăm. Long thều thào lắp bắp. Ma quỷ là có thật, đáng sợ, đáng sợ quá đi. Mọi chuyện đã qua, Huy cười trêu anh mình. Chúc mừng anh đã mở rộng được thế giới quan. Chúc mừng cái đầu mày á. Chuyện này làm sao vậy? Huy xua xua tay, mở cửa bước ra ngoài, chỉ nói giọng lại. Bây giờ trễ rồi, có gì thì mai nói tiếp. Anh yên tâm ngủ trước đi đã. Thấy cậu em trai mình dửng dưng khi đối mặt với ma quỷ, anh Long cũng thầm chịu phục. Rồi anh chàng ngã lưng xuống toan tìm lại giấc ngủ sâu ban đầu. Chỉ tiếc là chuyện đêm nay quá kinh khủng, gương mặt bóng ma quỷ dị kia không ngừng ám ảnh tâm trí anh chàng tội nghiệp. Anh ta cũng rất khó để nhắm mắt an ổn thêm một lần nào nữa. Đến khi trời sáng, cả nhà đều thức dậy sớm. Cô chị dâu đêm qua ngủ ngon lành, đang chuẩn bị sửa soạn ra chợ làng để buôn bán. Tuyệt nhiên chẳng biết gì về những chuyện kinh khủng đã xảy ra ngay chính trên giường ngủ của hai vợ chồng mình. Long tạm thời cũng không có khách thuê làm việc, rảnh rỗi nên rủ cậu em ra quán cà phê đầu làng ngồi chơi nói chuyện phiếm. Khi nghe anh mình kể lại sự tình, vụ án ông quốc chết ngay tại gia kia, làm cho Huy nghi hoặc
Dòng hồn kẻ chết thảm nọ liên tiếp tìm cơ hội tiếp xúc với cậu và ông anh trai. Rõ ràng là có một nguyên nhân sâu xa nào đây. Huy đưa tay bấm đốt, tính toán một cái gì đó, rồi thở dài thường thượt. Người anh trai thấy cậu em có thái độ như vậy thì tò mò hỏi thăm. Đêm qua cậu em này vừa vào phòng thì con quỷ kia liền tan biến. Lòng cũng chẳng hiểu gì, cứ cho là cậu em có pháp lực cao đã đuổi được vong hồn nên bây giờ nể phục lắm. Huy nhìn anh mà lắc đầu. Khởi điểm đầu tiên xuất phát từ trên thân của người anh trai ruột thịt của mình, xem ra không đơn giản rồi. Mọi thứ trong Minh Minh đều có đã sắp xếp. Anh à, vụ án này sẽ còn kéo chúng ta vào vùng nước xoáy đó. Không chừng sắp tới chúng ta sẽ còn quay lại nơi cái chỗ nhà của ông Quốc đó đó. Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi. Hả? Cậu nói vậy là sao? Anh Long run sợ hỏi lại, nhưng Huy không đáp. Nếu đã có sự sắp xếp của số phận, dù e ngại muốn tránh né cũng không thoát được. Việc bây giờ của hai anh em chỉ là chờ đợi mà thôi. Quả nhiên đúng như lời dự đoán của người pháp sư trẻ tuổi. Một tuần sau, Long vẫn thất nghiệp kể từ hôm đó đến giờ. Long đang thầm mắng không lẽ các quý ông đổi tính, không đi ngoại tình hay sao, làm hắn không có việc làm. Hai anh em đang ngồi trước sân chơi cờ tướng, thì từ ngoài cổng có một chiếc ô tô đen bóng bẩy loại đắt tiền chạy vào dừng đổ trước sân nhà. Bước xuống xe là một nam nữ trạc tuổi của Huy, vẻ ngoài sang trọng lắm. Cô gái vừa xuống xe đã đưa mắt nhìn cậu pháp sư Huy, tay vẫy vẫy lộ ra nụ cười thân thiện. Chào Huy, lâu quá không gặp, mày khỏe không? Huy cũng cười vui vẻ. Ồ, Minh Vy đó hả? Ôi, ngọn gió nào đưa đại tiểu thư về làng gặp tao như thế này hả? Cô gái tên Minh Vy lườm nguýt người pháp sư một cái. Dung nhan xinh đẹp cùng hành động tự nhiên dễ gần khiến người khác rất dễ sinh cảm tình. Minh Vy nói: Ý mày là gió độc cuốn tao về chứ gì? Liệu hồn tao đó. À, giới thiệu với mày, đây là anh Thắng, chồng sắp cưới của tao. Còn đây là anh Huy, bạn của em anh. Em chào anh. Anh là... Minh Vy quay sang chào hỏi Long. Lúc này anh thám tử Nghiệp Dư đang lúng túng và bối rối thầm ở trong bụng. Long có khổ mà nói không thành lời, không thể nói ra được. Trí nhớ của anh chàng rất tốt. Vừa nhìn thấy hai người này đã nhận ra ngay. Đây là cô con gái của ông Quốc và cậu tình nhân mà hơn một tuần trước anh nhận nhiệm vụ theo dõi để báo cáo cho người thuê đó đã quá cố kia. Đúng là trái đất tròn. Không ngờ cô con gái của ông Quốc lại là bạn của người em trai mình. Anh Long giờ như không có gì xảy ra, lịch sự bắt tay cả hai người rồi tự giới thiệu. Không ngờ trí nhớ của Minh Vy cũng rất tốt. Tò mò nhìn anh chàng thám tử mà nói: Em trông anh quen lắm. Hình như lúc trước chỗ nhà em, anh cũng có mặt và ngồi viết lời khai với mấy chú công an á. Lần đó chính là ngày ông Quốc bị giết chết. Long và những người có liên quan đều bị gọi tới hiện trường lấy khẩu cung tại chỗ. Nên Minh Vy lúc quay về nhà, khi được báo tin cha mất, đã từng gặp anh. Long cười gượng, nói là mình cũng có làm ăn với cha của cô, nên hôm đó cũng có đến gặp. Tất nhiên tuyệt đối anh chàng không dám kể chuyện làm ăn của mình với cha cô nàng là như thế nào. Nếu biết anh đã theo dõi cô nàng cặp kè với người tình, chắc sẽ bị trở mặt ngay tại chỗ cũng nên. Huy bâng quơ hỏi qua câu chuyện. Khi biết vong hồn người đàn ông đêm đó là cha của người bạn cũ, thì âm thầm thở dài. Thầm tự nhủ, chuyện cần đến, cuối cùng cũng đến rồi. Duyên phận luôn có sự kết nối vô hình, không thể ngờ đến mà. Hôm nay cô bạn này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà quay về làng tìm mình đâu. Bốn người ngồi vào bàn khách, uống nước trò chuyện vui vẻ. Người chồng sắp cưới tên Thắng của cô nàng Minh Vy rất hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng và rất tôn trọng người trước mặt. Dù nhìn qua hai người bọn họ không cùng tầng lớp với hai anh chàng nông thôn này tí nào. Trò chuyện một lúc thì Minh Vy cũng đi vào vấn đề. Ngày cưới của tao á, nhất định mày phải đi đó.
À, hôm nay tao về tìm mày, ngoài chuyện thông báo lễ cưới thì tao còn một chuyện nữa muốn nhờ. Ừ, có chuyện gì? Mày nói đi. Tuy Huy đã đoán ra được chuyện đối phương muốn nói, nhưng vẫn giờ như không biết gì cả, chờ nghe cô bạn của mình nói ra yêu cầu. Vì và Huy dường như là bạn thân thiết hợp cả, nói chuyện cũng không có gì dòng do câu nệ. Cô hỏi thẳng. Bao năm qua coi bộ mày vẫn sống yên ổn mà không bị công an bắt hả? Thế vẫn còn làm nghề bói toán bắt ma gì gì đó chứ? Huy lườm mắt nhìn con nhỏ trước mặt, biểu môi. Mày trù ẻo tao hả? Ủa mày về đây chỉ coi coi tao có bị còng thôi hay chưa hay gì? Rồi hai người cười phá lên. Xong Minh Vi lại nói tiếp. Nãy mày cũng nghe sơ qua rồi đó. Cha tao á đã bị kẻ gian sát hại. Tao muốn nhờ ma gọi hồn ông ấy về. Có quá nhiều thứ tao cần gặp cha để làm sáng tỏ. Huy trầm ngâm không đáp. Yêu cầu này lúc bình thường thì không khó với anh chàng pháp sư, nhưng lần này thì đành chịu thua. Bởi vì vong hồn của ông Quốc xuất ra sau hôm bị giết chết thì cũng ngay đêm đó đã bị quỷ dương ăn mất rồi, còn đâu. Một chút tàn hồn còn sót lại cũng đã tan biến trong thiên địa, không còn tí tâm tích nào cả. Thấy cậu pháp sư trầm ngâm, anh chàng Thắng vội mở lời. Mong cậu giúp cho vợ sắp cưới của tôi với. Cứ thế này cô ấy cũng không thể an tâm mà cùng tôi xây đắp hạnh phúc gia đình. Mong cậu giúp cho. Gọi hồn của chú Quốc lên để hoàn thành những việc chú ấy chưa kịp trăn trối mà an tâm đi siêu thoát. Người sống được ổn, mà người chết cũng được an. Nói xong anh chàng Thoáng xoay qua lau nước mắt cho người con gái. Bộ dáng quan tâm hết mực. Mình vì cứ hễ nhắc đến người cha thì lại không kìm được hai dòng nước mắt nóng hổi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có chuyện tình cảm là bị ông ngăn cấm. Còn lại thì cô luôn luôn là mối quan tâm, là con gái rượu được cưng chiều hết mức của ông Quốc. Sự ra đi đột ngột của người cha làm hai mẹ con cũng lao đao vất vả rất nhiều. Đột nhiên thành trụ cột của gia đình, cô nàng cũng choáng váng lắm. May mà có anh Thắng luôn ở bên an ủi cho cô vượt qua những giây phút khó khăn. Mình vì càng yêu Thắng hơn khi anh chàng không hề để bụng chuyện lúc sinh thời ông Quốc đã từng miệt thị và làm khó, ngăn cấm anh qua lại với con gái mình. Đột nhiên Huy nói. Được rồi, vậy bây giờ đến nhà mày trước nha. Tao sẽ làm lễ gọi hồn chú ấy lên theo như ý của mày. Đừng có khóc nữa. Nhỏ bà chằn mà lại đi mít ướt, tao nhìn không có quen chút nào á. Anh Long hơi ngạc nhiên nhìn em trai. Chuyện lần trước đã được Huy kể rõ. Anh biết là linh hồn kia đã tan biến. Vậy cậu em này muốn gọi là gọi như thế nào đây? Nhưng anh cũng không hỏi thêm ở trước mặt người lạ. Mình Vi và người chồng sắp cưới tên Thắng kia nghe thế thì mừng rỡ lắm. Bốn người nói chuyện thêm vài câu thì cùng nhau lên xe ô tô trực chỉ nhà của ông Quốc quá cố mà tiến về. Một lát sau, Huy đứng nơi căn phòng rộng rãi, chỗ mà lúc trước ông Quốc đã bị sát hại. Khu vực này trống trải, nền nhà trơn bóng, lát gỗ sang trọng. Phần máu chảy ra lần đó cũng đã được gột rửa sạch sẽ, không còn tí dấu vết nào. Đây là một căn phòng lớn làm thành chỗ chơi thể thao của người chủ nhà. Ông Quốc đam mê bắn cung và phóng lao, phóng phi tiêu. Môn thể thao này chưa thịnh hành ở Việt Nam, chỉ có một vài nhóm nhỏ lẻ tự phát lập ra để thỏa mãn đam mê mà thôi. Ông Quốc cũng là một trong các thành viên đó. Nhà có điều kiện nên đầu tư hẳn một khu vực như vậy để luyện tập và để hẳn bàn trà giao lưu với những người chung sở thích lúc tìm đến. Không ngờ giây phút sau cùng, ông ấy lại bị giết chết bởi những vật dụng của môn thể thao mà mình đam mê. Một mũi tên xuyên vào cổ và dao nhọn, phi tiêu đâm xuyên khắp mình mẩy. Tiếp đón hai người là bà Thu, mẹ của Minh Vi. Bà là mẫu người của gia đình, hiền lành, ít nói, cũng không có chủ kiến. Lấy chồng theo chồng, chồng mất thì nghe lời con. Đây chính là lý do mà Minh Vi dẫn Thắng về ra mắt, ngỏ ý xin mẹ được cưới làm chồng và cho ở lại đây. Thì bà cũng vui vẻ, không phản đối gì, tôn trọng quyết định của con gái.
Bên cạnh bà Thu cũng là một người trung niên, tầm ngũ tuần, tên là Nguyên. Khuôn mặt có chút khó gần, ánh mắt sắc lạnh. Cũng không nhiệt tình tiếp đón khi nghe người vừa tới là thầy Pháp. Muốn tại đây gọi hồn người đã khuất. Huy nghe giới thiệu ông ta tên Nguyên thì nhíu mày. Bởi cái tên này trùng với cái tên mà hồn ma người quá cố đã nhắc đến trước khi tan biến mất trong đêm hôm đó. Gọi hồn, gọi vong là cái gì chứ? Mê tín dị đoan. Cậu mà không phải bạn của con Vi nhà tôi thì tôi đuổi đi lâu rồi. Nói gì bây giờ con bé cũng là chủ nhà. Ông Nguyên thẳng thừng nói như vậy, rồi quay lưng đi tới một bên góc phòng, lau dọn những đồ trang trí sang trọng đắt tiền được đặt trong tủ gương ở đó. Ông lấy ra một cái tượng khắc hình rồng, nhỏ tầm hai gang tay, màu vàng sẫm. Người này có vẻ rất yêu thích mà nhẹ tay lau chùi tỉ mỉ, cẩn thận, mặc kệ đám người xung quanh. Mình vì và mẹ ái ngại xin lỗi hai anh em người khách, nhưng Huy chỉ xua tay cười, nói không sao cả. Một lát sau, bàn cúng được lập ra. Huy thắp nhang, họa phù đốt lên, rồi cầm kiếm gỗ múa may quay cuồng nhiều vòng, bộ dáng chuyên nghiệp. Tất nhiên, chỉ là cậu pháp sư ra vẻ vậy thôi. Hồn người đã mất tan nát, thì lấy gì mà gọi ra đây cho được. Mục đích của Huy tới đây là để điều tra xem xét sự việc. Thỉnh linh gọi hồn chỉ là cái cớ thuận tiện mà thôi. Múa may một hồi cũng mệt, Huy dừng lại thở dốc mà quay qua nhìn hai mẹ con, bộ dạng buồn bã lắc đầu mà nói. Tao không gọi được hồn của chú ấy. Theo lẽ thông thường thì trước khi qua lễ 49 ngày, hồn vẫn còn tại dương vấn dương gian. Nhưng trường hợp chết thảm như thế này, vẫn sẽ có ngoại lệ được quỷ sai đưa đi sớm. Tao không có giúp được mày rồi, chuyện hôm nay cũng không có thu tiền đâu. Mình vì nghe bạn nói xong thì buồn bã gật đầu. Hai hàng lệ nóng xót thương cha lại chảy đầy mặt, ngã vào lòng mẹ mà nấc lên nghẹn ngào. Cô cũng không cho rằng Huy nói dối. Nếu là thầy bà lừa đảo thì thiếu gì cách để bịa ra moi tiền. Đâu có ai cất công tới đây làm việc rồi nói rằng không được đâu. Hơn nữa, cô biết Huy là một thầy Pháp cao tay có tiếng. Vậy chuyện không thể gọi hồn cha cô lên là thật sự rồi. Huy nhìn bạn mình mà áy náy. Anh cũng không tiết lộ chuyện vong hồn chú ấy đã bị quỷ dương cắn đến tan nát mất, tránh cho cô càng thêm đau lòng. Không khí đang buồn bã thì chợt ngoài cửa, anh Thắng ló nửa người vào trong nói. Minh Vy ơi, đồ ăn nấu xong rồi em. Thắng là một chàng trai nghèo, dỡ được cô tiểu thư giàu có như vậy nên về đây sống cũng coi như là đổi đời. Nhưng Thắng là người chăm chỉ, không thích ăn không ngồi rồi. Tuy nhà có người giúp việc, nhưng anh lại có tài nấu ăn ngon, thường giàu phụ làm bếp, khiến người làm trong nhà này cũng yêu quý lắm mà bớt đi điều ra tiếng giàu. Mình vì gạt nước mắt, cười buồn nói với bạn. Tao có bảo người làm nấu thêm phần cho mày và anh trai đó. Đã đến rồi thì dùng cơm với nhà tao luôn nghe. Bất kể chuyện như thế nào, tao đều cảm ơn mày đã đến đây giúp tao hôm nay. Huy đồng ý, rồi quay sang nói với anh trai. Anh và hai người ra bàn ăn trước, em dọn dẹp đồ nghề một chút rồi ra ngay. Long gật đầu, hai mẹ con Minh Vy dẫn anh đi trước. Lúc này trong gian phòng rộng chỉ còn ông Nguyên và Huy, không có người thứ ba. Ông Nguyên chậm rãi cẩn thận cất đi bức tượng rồng vàng vào tủ, rồi tiến tới bên cạnh Huy đang loay hoay thu dọn mà cười khẩy. Giang hồ thuật sĩ toàn lũ lừa đảo. Sao hả? Bị tao lật tẩy sớm nên nhục quá, không có muốn làm việc để lừa tiền nữa hay sao? Lũ cặn bã. Huy vẫn ung dung thu dọn đồ đạc, không xoay đầu lại mà nói. Tôi cặn bã cũng không bằng kiểu người trộm đồ của anh em ruột thịt đem bán để chơi cờ bạc. Nợ người thân một khoản tiền lớn mà vẫn im lìm không chịu trả. Tính quịch nợ là đằng khác đó chú Nguyên à. Mày, sao mày biết?
Ông Nguyên tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai hàm răng nghiến chặt đầy căm tức, như thể mèo bị giẫm phải đuôi. Một tuần qua, Huy cũng không có ngồi yên chờ đợi mà nhanh chóng lao vào điều tra người đó tên là Nguyên. Bởi lão ta là cái tên cuối cùng mà vong hồn chết thảm kia nhắc tới với vẻ giận dữ. Kết quả điều tra cho thấy hắn là một tên nghiện cờ bạc đỏ đen, nợ như chúa chổm. Bên ngoài nợ một thì người nhà nợ 10. Dây ông quất một khoản kết xù không chịu trả, còn lén lút đem tài sản trong nhà đem bán để trả nợ. Ông quất tuy là kẻ gian hùng, nhưng cũng không thể làm sao được với người anh em ruột thịt. Chỉ biết tức giận chửi mắng mà thôi. Mà giờ ông quất chết rồi, thì khoản nợ của lão Nguyên sẽ được xí xóa trong im lặng âm thầm, nên hắn ta là kẻ khả nghi nhất. Huy thu dọn xong đồ đạc, quay qua nhìn ông Nguyên đầy vẻ thâm ý mà cười mỉm. Tôi còn biết, trong cái câu lạc bộ bắn cung phóng dao của chú Quốc, ông cũng là một thành viên trong đó. Hẳn là ông rành sử dụng mấy cái thứ vũ khí kia lắm nha. Chà chà, chú Quốc chết bởi nhát bắn và những cú phóng ám khí mạnh như vậy. Kẻ ra tay hẳn là kẻ có nghề lắm đó. Ông Nguyên hả? Mày... Không chờ cho lão ta nói gì thêm, Huy ung dung tiến ra ngoài, đi sang tìm phòng ăn. Tuy chỉ đôi ba câu thăm dò, nhưng thái độ này của đối phương cũng giúp cậu pháp sư 10 phần chắc chắn đến 9 phần rồi. Lão Nguyên căm hận nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên trong đáy mắt còn có một tia lo lắng bất an nồng đậm. Lát sau, Huy cùng mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Trên mặt bàn thức ăn đa dạng và ngon mắt, bốc lên những cột khói nóng hôi hổi thơm phức. Lão Nguyên cáo mệt, không ra ăn cùng, nên được người giúp việc đưa riêng phần vào trong phòng. Huy biết ông ta muốn tránh mặt để khỏi lộ sơ hở, nên cười thầm trong bụng. Từ trong bếp, anh Thắng quấn một cái tạp về. Trên tay bưng ra một bát cháo to nóng hổi đặt trước mặt bà mẹ vợ tương lai. Bà chủ nhà vui vẻ lắm, tấm tắc khen. Từ ngày thằng Thắng nó về đây, mẹ được ăn ngon quá chừng hả? Mấy con chờ qua thời gian để tang cho cha đi, rồi thì nhanh chóng cưới nhau. Cho mẹ có được rễ tốt, chuẩn bị đoán cháu ngoan ẩm bồng nữa chứ. Minh Vi ngượng đỏ mặt, cũng cười trêu mẹ. Mẹ là nhất rồi nhé, anh Thắng ưu ái mẹ còn hơn cả con nữa. Biết mẹ thích ăn cháo lương nên ngày nào cũng làm riêng cho mẹ một phần hết á. Đến con còn có mà ăn đây nè. Chà bố cô, tôi chỉ có bát cháo thôi, còn cô có cả người làm cháo luôn rồi còn gì. Cả bàn cười vui vẻ. Huy hít hít mũi, ngửi ngửi, buộc miệng nói. Wow, chà, cháo thơm quá. Mình vì nghe thế thì múc một chén cháo nhỏ đưa sang cho Huy mà cười. Đây nè, mẹ tao chưa ăn, múc cho mày thêm một chút nếm thử tay nghề ông xã tương lai của tao, coi có xứng với lời khen của mẹ tao không. Là đầu bếp trứ danh không. Thấy mình vì múc cháo, anh Thắng toàn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Bởi lẽ bát cháo không nhiều, chỉ đủ một phần cho mẹ vợ. Nhưng có lẽ do ngại nên cũng không nói gì. Huy một ngụm uống sạch chén cháo, trầm ngâm một chút rồi giơ ngón cái lên khen lấy khen để, làm gia chủ vui sướng. Mọi người đều tránh, chẳng ai nhắc tới chuyện gọi hồn quá cố không được, cứ thế vui vẻ dùng bữa trong tiếng cười. Sau khi ăn no, mình vì lái xe đưa hai anh em quay về làng. Khi về đến nơi, mặc cho cậu bạn từ chối, trước khi quay trở lại thành phố, cô tiểu thư cũng kiên quyết dúi vào túi anh pháp sư một phong bì. Nhìn theo bóng xe đang dần dần chạy về phía xa, ánh mắt Huy rất phức tạp, xen lẫn lo lắng. Lòng tò mò nhìn em. Mày làm sao vậy? Bộ có gì đó không ổn hả? Huy không trả lời, mà chỉ cảm khái một câu. Cái nhà đó đúng là rối rắm vô cùng, bao nhiêu là thứ cần phải chú ý. Tài quà có lẽ sẽ còn tiếp diễn chứ chưa có dừng lại ngang đó đâu.
Nói rồi anh chàng đưa mắt nhìn bầu trời lúc này đã ngả màu hoàng hôn đỏ thẫm, báo hiệu một ngày dài sắp sửa kết thúc. Thoáng chốc màn đêm đã như tấm lụa mỏng bao phủ lấy đất trời. Căn nhà của Minh Vi đã sáng đèn mọi nơi, thuận tiện cho người trong nhà đi lại. Chỉ có một căn phòng là tối om, không được bật điện. Đây là phòng của anh Năm, một người giúp việc, là nam duy nhất của căn nhà. Chuyên lo mấy chuyện nặng nhọc. Nhà của hai mẹ con Minh Vi khá lớn, nên người ở đều có phòng riêng cả. Tất nhiên là nhỏ vừa phải, chứ không hoành tráng như phòng của chủ nhân. Thanh âm trong căn phòng nhỏ phát ra loáng thoáng. Chỉ nghe thấy lúc thì khóc, lúc thì gian nài, nói. Giang cầu ngài đó. Chỉ một lần thôi. Ta chỉ cần gặp một lần là được rồi. Một lần là được rồi. Tiếp đó liền nghe được giọng âm lạnh gian xảo, phản phất, lúc ẩn, lúc hiện. Hôm nay không phải mồng 1, cũng không phải 15. Nếu mày muốn được gặp mặt cô ta, thì giúp ta lo liệu việc này cho tốt. Thanh âm hữu khí vô lực của anh Năm, ngữ khí tràn ngập vẻ áy náy và gian cầu. Không được, thật sự là không được. Tôi thật sự không thể làm như vậy được. Tôi không thể hại tới người nhà này. Thanh âm âm lãnh kia giống như không đủ hơi, ngữ khí chậm chạp, nhưng ngược lại phản phất một thứ lực lượng mê hoặc thần trí con người, từ từ nói. Một lần cuối thôi. Chỉ một lần, không quan hệ gì. Một lần cuối cùng thôi là được. Thanh âm của anh Năm như đang mê sảng. Ngài cho ta thấy cô ấy một lần đi. Chỉ một lần thôi. Bên trong im lặng, chỉ chốc lát, cái âm thanh âm lãnh kia lại vang lên. Mày muốn gặp hả? Vậy cứ việc nghe lời. Lấy món này, ngày mai treo bên trong nhà chính. Thừa dịp bọn nó không chú ý, âm thầm đặt bên dưới giường ngủ như lần trước. Anh giúp việc lại bắt đầu khóc. Bên trong truyền đến tiếng ầm ầm, chỉ nghe thấy tiếng cầu khẩn dứt quãng của anh ta. Không được, thật sự không được. Tôi không thể tiếp tục hại người. Không thể, thật sự là không thể. Giang cầu ngài buông tha cho tôi đi. Buông tha hại người khốn khổ chúng ta đi. Năn nỉ tao thì có tác dụng sao? Thanh âm lạnh lùng kia chậm rãi nói. Mày cho dù có lại đến bể đầu cũng không có tác dụng gì. Lúc trước mày đã đi bước đầu tiên thì đã không thể quay đầu lại rồi. Đột nhiên âm thanh này trở nên nhu hòa một chút, chậm rãi nói. Tao đáp ứng thỉnh cầu của mày, đây là lần cuối cùng. Ngày mai thì bắt đầu đem vật đó bỏ vào phòng như tao bảo. Sau đó tao sẽ cho mày gặp mặt cô ta một lần. Rõ ràng là dường như gã nào đó đang uy hiếp anh Năm giúp việc làm điều gì đó hại người trong nhà này. Điều khó hiểu là anh Năm và người kia nói tới gặp mặt một lần là ý gì đây? Từ bên trong lại truyền ra tiếng gian nài bi thảm. Gian lên bình bình, nhưng giọng nói âm lãnh kia chỉ từ từ nói. Mày không cần dập đầu nữa, cũng không cần làm ra cái dáng tội nghiệp. Bao nhiêu việc rồi, người cũng đã chết rồi. Chết một lần cũng là chết, mà chết hai lần cũng là chết. Mày hà tất phải canh cánh trong lòng để làm gì? Có phải không? Tao đáp ứng với mày, sau khi lo liệu xong chuyện này, tao sẽ cho mày gặp mặt người yêu một lần nữa. Anh giúp việc trầm mặc một lát. Đột nhiên trong phòng truyền đến âm thanh hét to đầy phẫn nộ của Năm. Ma quỷ! Mày là ma quỷ! Tao sẽ không làm lại việc này. Mày giết tao đi! Tao liều mạng với mày! Sau đó chỉ nghe được tiếng gầm gừ của Năm. Nhưng chỉ nghe được một nửa,
lập tức bùng lên một tiếng giang. Tiếng gào thét của anh Năm lập tức biến thành tiếng rên rỉ thống khổ. Ngu xuẩn! Thà Nam âm lãnh kia khinh bỉ nói. Mày lại muốn nổi điên hả? Mày đã nếm thử rất nhiều lần rồi, nên biết mày căn bản không có khả năng kháng cự lại tao. Vậy uổng phí khí lực đấu tranh làm gì? Thanh âm của Năm tràn ngập thống khổ, dường như đang chịu đau đớn vô cùng. Tiếng rên rỉ khàn đục vẫn rít lên nói. Không, không. Trước khi ngài cho tôi gặp mặt một lần, gặp một lần thôi, bằng không tôi sẽ không đáp ứng ngài. Ngài cho ta gặp cô ấy một lần. Tôi muốn được gặp. Tôi muốn được gặp. Tôi muốn xem cô ấy có khỏe không. Sau đó, chỉ nghe thanh âm âm lạnh kia, đối với sự cố chấp của Năm có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc lạnh lùng cười cười, hạ giọng nói. Được rồi, đã mày muốn được gặp, hôm nay phá lệ cho mày gặp một lần. Sau đó nghe được thanh âm âm lãnh kia trở nên hàm hồ không rõ. Từng lời chậm rãi nói ra. Mỗi một âm tiết đều làm cho người khác có thể nghe hiểu được. Tựa như hắn đang đọc chú ngữ vậy. Chỉ nghe thanh âm của anh Năm bên trong dần dần nhỏ xuống. Đột nhiên bắt đầu khóc. Có điều tiếng khóc này không phải là tiếng khóc khẩn cầu bi thương, mà mang theo vài phần thương cảm cùng vui sướng. Là em, quả thật là em. Anh gặp lại được em rồi. Anh rốt cuộc gặp lại được em rồi. Tiếng của anh giúp việc mang vẻ không nói nên lời, gồm cả buồn lẫn vui. Giọng nói cùng có vẻ càng ngày càng hàm hồ không rõ. Lúc này trong phòng chỉ còn thấy một mình anh Năm đang đứng yên tại chỗ, tay cầm một con búp bê giải, dương mắt si ngốc nhìn con búp bê nó, vẻ mặt không ngừng lộ ra thần tình bi thương, bất đắc dĩ, ánh mắt thất thần, tựa hồ như không biết tới tất cả xung quanh. Anh Năm vẫn đứng yên một mình, si si ngốc ngốc nhìn con búp bê trong tay trước mặt. Trong mắt đột nhiên từ từ chảy ra hai dòng lệ, âm thầm khóc. Một tay vuốt nhẹ thân giải, ánh mắt vô cùng nhu hòa, chỉ là không ngừng hạ giọng thầm thì. Em gầy đi nhiều quá đó. Đừng nói với anh là em ở dưới đó cũng không có được khỏe lắm. Anh mỗi tháng đều có đốt vàng mã cho em mà. Nếu quả là không đủ thì em phải nói cho anh biết đó nghe. À, đã bao nhiêu năm rồi, cũng không nhớ nữa. Anh ngày ngày cũng đều nhớ tới bộ dáng của em lúc sinh thời. Như thế nào cũng không có sao quên được. Kỳ thật, chúng ta đều quá ngu ngốc. Thật ngu ngốc. Sự tình khi đó, hai người chúng ta đều sai rồi. Kỳ thật em không cần phải chết. Thật sự là không cần phải chết. Nói đến đây, anh ta bắt đầu khóc rống lên, rồi lững thững quay thân rời khỏi. Một lát sau, tại căn phòng bắn cung rộng rãi lúc sáng, lão Nguyên đang ngồi đó mân mê lau chùi bức tượng rồng vàng. Bức tượng quả thật đẹp lắm, có nét cổ kính, lại có vẻ thu hút thời thượng. Đặc biệt nhất là nó thật làm bằng vàng rồng nguyên chất chính hiệu, cầm rất nặng tay. Vút vẻ bảo bối nặng mấy cân đáng giá cả gia tài ấy. Nguyên cười khoái trá mà tự lẩm bẩm một mình. Thật quốc chết rồi. Giờ hai mẹ con nó làm chủ nhà. Món nợ kia mình cũng không cần lo nghĩ tới nữa. Vì đây là chuyện riêng của hai anh em, chẳng có ai biết. Mình giết hắn là điều sáng suốt. Giờ chỉ lo mấy món nợ ngoài kia thôi. Sắp tới sẽ ra riêng, hắn là sẽ kiếm được một mớ. Còn cái tượng này, cứ nói là tài sản riêng của mình. Không lẽ hai mẹ con nó lại giành giật sao? Đúng là thời tới cản không nổi mà. Quốc à, đừng có trách tao nghe. Chỉ khi mày chết tao mới được sống yên ổn như thế này mà thôi. Chẳng còn lo lắng gì.
Đúng như Pháp sư Huy suy đoán, thủ phạm giết ông Quốc chính là người tên Nguyên, là anh em ruột của ông ta. Kế hoạch đã được gã lập ra tỉ mỉ chu toàn. Chuẩn bị sẵn chứng cứ ngoại phạm hợp lý, nên tạm thời cơ quan chức năng vẫn chưa nắm được thóp của lão. Giết người xong, vừa được xóa nợ, lại vừa có thể xin chia gia sản, một công đôi việc. Gã đắc chí lắm. Đúng lúc hắn còn đang hứng, thì... Mày phải chết! Một thanh âm lanh lảnh ma mị vang vọng trong căn phòng trống rộng rãi. Trong cái bóng tối tù mù ở căn phòng rộng, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ của lão Nguyên. Khu vực này càng trở nên ma mị đáng sợ. Lão Nguyên rùng bắn người, quay đầu nhìn khắp xung quanh, nhưng không hề có gì khác lạ. Từ lúc giết người xong, hắn thường xuyên mơ thấy ác mộng, ám ảnh khi là kẻ sát nhân, luôn đeo bám gã mỗi khi nhắm mắt. Vì vậy lúc này nghe thấy âm thanh từ chốn xa xôi vọng về kia thì càng thêm khiếp đảm nhân tâm. Cớp một tiếng, bức tượng vàng rồng đột ngột rơi xuống trước mặt tên sát nhân. Chính xác hơn là tự hắn buông tay ra thả xuống nền nhà. Bởi vừa nãy hắn chợt cảm nhận một sức nóng vô hình phát ra khắp thân tượng. Và cái giọng nói ma quái kia là từ nơi đầu con rồng phát ra. Bức tượng vàng nằm chỏng chơ lúc này lắc lư qua lại. Hai con mắt nhỏ li ti trên đầu rồng phát ra ánh đỏ chót như đèn laser. Rồi từ hơi miệng rồng phun ra những tia quỷ khí đen xì, trói chặt lấy hai tay của lão Nguyên. Không, không, cái gì thế này? Cứu tôi với! Lão Nguyên kêu la mới được một chút thì quỷ khí đã chui vào miệng gã từng hàng một. Rồi sau lưng gã ta có một bóng đen đi lại, tay giơ cao một vật sắc nhọn. Phập! Tiếng da thịt bị vật sắc nhọn đâm xuyên vang lên nghe lạnh gáy. Sau lưng gã Nguyên, máu đã tràn ra thành dòng phun loạn tung tóe. Hắn ngã sắp ra đất, đầu cốt quay lại nhìn ra sao, mồm ú ớ. Mày, rao lại là mày, không! Bóng đèn kia lại ra tay tiếp. Cổ của lão Nguyên bị vật nhọn đâm xuyên thấu. Một nhát đâm ngọt xớt, không hề có chút do dự nào từ phía bóng đèn. Tên Nguyên tắt thở ngay lập tức, hai mắt trợn tròn đầy đau đớn, không cam tâm. Hắn được xóa nợ rồi, hắn sắp có được số tiền lớn rồi. Nhưng giờ chưa kịp có gì nắm giữ trong tay, hắn đã phải chết. Cái nhìn sau cùng mà lão ta thấy được là trước mặt lờ mờ bức tượng bằng vàng rồng đắt tiền kia. Hai mắt rồng đang phát ra cái nhìn như mỉa mai đối phương. Vàng bạc hay tiền tài hấp dẫn vô cùng, dẫn đến lòng tham khiến con người ta hãm hại lẫn nhau. Nhưng khi đứng trước bờ vực sinh tử, hóa ra chúng cũng chỉ có thế. Hoàn toàn chẳng còn có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Kẻ tham lam tán tận lương tâm giết đi người anh em ruột thịt, rốt cuộc chết trong dũng máu bởi nhát đâm chí mạng xuyên thấu qua cổ, y hệt như mũi tên tàn ác mà hắn bắn xuyên cổ của ông Quốc mấy ngày trước đây. Sáng ngày hôm sau, người nhà cả kinh khi phát hiện ra xác người chết, mà vẫn lại là cô giúp việc tội nghiệp lần trước đó vào lau dọn đã nhìn thấy đầu tiên. Và không chỉ có xác của lão Nguyên chết trong tư thế nằm sấp bởi những vết thương, nơi góc tường chỗ ông Quốc mất mạng lần trước, còn có một cái xác nữa. Chính là của cậu giúp việc tên Năm. Tay cậu ta nắm một con dao sắc lẹm, cổ bị rạch một đường sâu hóm, ngã chết tại chỗ. Kỳ lạ là trên tay cậu ta còn cầm một con búp bê giải với ánh mắt mở tròn trắng giả. Nụ cười trên đầu con búp bê nhìn ma mị vô cùng. Cơ quan điều tra lại có mặt nhanh chóng. Bước đầu xác minh qua các chứng cứ tại hiện trường thì nhận định ông Nguyên là bị cậu giúp việc đâm chết
Xong cậu ta tự sát. Còn động cơ gây án vẫn còn đang phải điều tra làm rõ. Ngôi nhà xa hoa liên tục có án mạng xảy đến. Hết xác này lại đến xác kia, toàn là chết thảm. Người làm công không ai còn can đảm mà ở lại nữa, đều đồng loạt xin nghỉ. Giờ đây cơ ngơi đó chỉ còn hai mẹ con Minh Vi và cậu con rể tương lai tên Thắng là ở lại, với tâm trạng lo lắng vô cùng. Ba người trong một gian nhà rộng lớn, đủ hiểu cảm giác quạnh quẽ và đáng sợ như thế nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã qua đúng một tháng. Hôm nay là ngày rằm, hứa hẹn một đêm trăng tròn dành dạnh và sáng như gương. Không biết có phải do biến cố liên tiếp xảy ra đã kích tâm lý hay do tuổi cao sức yếu, mà bà Thu mẹ của Minh Vi một tuần trước đã ốm liệt giường, phải nhập viện điều trị, tình trạng lúc mê lúc tỉnh. Minh Vi và chồng sắp cưới phải chạy đi chạy lại liên tục từ nhà đến bệnh viện để trông nom, và cũng phải lo công việc làm ăn mà cha để lại nữa. Vi thầm may mắn khi có anh Thắng hiền lành, lại chịu khó luôn phụ giúp đỡ đần cô trong thời gian này. Cũng chẳng hề vì sợ hãi căn nhà có người chết mà bỏ đi như bao người khác. Đáng tiếc nhất là tang sự liên tục, nên cả hai vẫn chưa thể nên nghĩa vợ chồng. Anh Thắng là người thật thà, nên cũng rất thông cảm mà không hề nhắc cô về chuyện này một lần nào cả. Minh Vi vừa đắp chăn mỏng cho mẹ, mở cửa toan ra ngoài mua ít đồ, thì chợt thấy Huy đã đứng ở ngoài, đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Trên tay khác là một túi ni lông, mua nhiều cam và sữa để thăm bệnh. Minh Vi cười chào bạn, nụ cười có vẻ gượng gạo và mệt mỏi. Thân gái trải qua bao nhiêu sự tình như thế mà không gục ngã, cũng được xem là một cô nàng mạnh mẽ lắm rồi. Huy giao phần quà thăm bệnh cho bạn, rồi nói: cùng uống nước một chút được chứ? Vi nhìn mẹ một chút rồi gật đầu. Cả hai bước ra căng tin bệnh viện. Pháp sư Huy chọn một góc khuất trong chỗ nhà ăn rộng lớn, rồi ngồi xuống. Cả hai gọi nước uống. Lưỡng lự một chút, Huy chợt nói: đêm nay là trăng tròn, tao sợ mày sẽ gặp nguy hiểm đó. Minh Vi kinh ngạc: Huy, mày nói vậy là sao? Huy không trả lời mà hỏi một câu khó hiểu: mày có tin tao không? Ừ, tin. Bất ngờ là Vi trả lời ngay lập tức, không chút suy nghĩ. Không biết quan hệ trước đây của hai người họ là như thế nào mà cô nàng lại dành cho đối phương một sự tín nhiệm tuyệt đối như vậy. Huy gật đầu hài lòng, rồi ghé đầu sang to nhỏ điều gì đó với cô bạn. 8 giờ tối hôm đó, Minh Vi quay về nhà nghỉ ngơi, cùng chăm sóc cưới ăn cơm chung. Sau đó anh Thắng sẽ thay cô tới bệnh viện lo ca trực. Vừa bước vào nhà, đã thấy Thắng tiến ra cười vui vẻ. Trên thân vẫn còn quấn tạp dề, mồ hôi nhễ nhại vì làm bếp. Thắng nói: em về rồi sao? Đúng lúc cơm canh cũng vừa làm xong đó. Nhanh vào ăn cho nóng đi em. Ăn xong thì nghỉ ngơi đi nghe. Anh đến bệnh viện coi mẹ cho. Minh Vi mỉm cười hạnh phúc đi theo người chồng chưa cưới. Thắng không đi vào phòng khách, mà đi vào chỗ gian nhà thể thao rộng lớn trống trải kia, nơi sàn gỗ đã dọn ra nhiều món ăn ngon thơm phưng phức. Cả hai ngồi xuống sàn nhà. Thắng xới cho cô một bát đầy, rồi đưa tay đẩy tới trước mặt một bát cháo lương thơm nức mũi. Ăn cái này cho lại sức nè. Cháo này bổ lắm. Gần đây em vất vả lao lực quá rồi, ốm đi nhiều, làm anh nhìn mà xót quá à. Minh Vi đưa hai tay bê tô cháo lên toàn húp một ngụm, chợt dừng ngang miệng thì lại đặt xuống, nhìn vị hôn phu mà cười tươi. Anh à, đây là bữa cơm ân huệ cuối cùng hả? Thắng tròn mắt khi nghe như vậy. Hả? Em nói gì? Minh Vi vẫn cười vui vẻ. Nhờ tô cháo lương mà mỗi ngày anh làm cho mẹ em ăn á, mà mẹ em đã nhập viện luôn rồi. Còn hôm nay thì tô cháo này anh đã bỏ vào cái thứ gì sẽ làm cho em bị như mẹ,
Hay là uống một tô là sẽ xuống dưới gặp cha ngay luôn vậy anh? Em nói cái gì thế? Minh Vi xua tay, nụ cười tắt ngấm đi, mà thay vào đó là một bộ mặt buồn bã, đi kèm với thất vọng và đau lòng. Anh không có cần giả vờ nữa. Người tính nó không có bằng trời tính. Giờ thì tôi đã hiểu câu nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát lọt rồi. Anh còn nhớ hôm đó tôi múc một bát canh lương cho cậu bạn pháp sư chứ? Từ lúc đó cậu ta đã phát hiện anh bỏ thuốc trong canh rồi. Nhưng mà vì dược lực rất ít nên cậu ta không có dám nói. Giờ mẹ bị bệnh thì cậu ta dám khẳng định là do anh làm rồi. Anh chính đã đầu độc mẹ tôi đến độ mê man phải vào bệnh viện. Vì à, em nói cái gì thế? Anh đừng có chối nữa. Tôi đem tô canh này đi kiểm tra là ra ngay thôi. Mà anh dám uống nó không? Anh... Thắng lắp bắp không thể nói gì nữa trước lời lẽ đanh thép của cô vợ sắp cưới. Vẻ mặt có chút tái nhợt đi, như có tật giật mình. Minh Vi thở dài. Vốn tôi chỉ nghi ngờ thôi, vẫn chưa có tin. Nhưng mà nhìn thái độ của anh thì tôi đã đoán được rồi. Thật không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy đó. Có vẻ như biết có nói gì thì để giải thích cũng vô ích. Vẻ mặt hiền lành trên nhân diện của gã ta biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉa mai. Ánh mắt thâm trầm mà hỏi. Thằng pháp sư đó rõ là nhiều chuyện. Nó còn nói cho cô biết chuyện gì nữa? Thấy người bạn đời mà cô kỳ vọng được thành thân lại lộ ra bộ dáng như vậy, Minh Vi cố kìm nén hai hàng nước mắt sắp tuôn ra. Cô chỉ tay vào bức tượng rồng vàng đang để trong tủ gần đó mà nói. Cậu ta còn nói, bức tượng kia có quỷ ngự, còn anh có khả năng sai khiến nó. Chú nguyên là do anh sai quỷ mê hoặc tâm trí ông ta để giết cha tôi. Còn người giúp việc là anh dùng phép mê hoặc anh ta sát hại chú nguyên. Thắng à, rốt cuộc là vì lý do gì mà anh muốn hại chết cả nhà chúng tôi? Thắng phá lên cười, nụ cười hung ác và xảo trá vô cùng. Mình vì không thể tin anh chàng thường ngày hiền lành, nhút nhát, hóa ra lại có bộ mặt thật đáng sợ như thế này. Thắng vỗ tay tán thưởng vài cái, rồi gằn giọng nói. Xem ra tài pháp sư đồng nghiệp kia chẳng phải vừa, rất có thực lực, ánh mắt tốt lắm. Không sai, lão cha và chú của mày là tao làm phép giết hại. Mẹ mày cũng là do tao đầu độc mà nằm bệnh viện chờ chết. Nhà này chỉ còn có mày thôi. Giống hôm nay tao cho mày ra đi thanh thản nhẹ nhàng, vậy mà mày lại biết quá nhiều rồi đó. Mày biết không, đã không chịu uống canh thì mày sẽ chết đau đớn hơn thôi. Nói xong Thắng đứng dậy mà cười mỉa mai. Thằng giúp việc ngáo ngơ kia là bị tao làm phép mê hoặc tâm trí, khiến nó nhìn thấy búp bê giải mà ngỡ là người tình cũ đã chết từ trước. Tao chỉ cần hứa hẹn là sẽ cho con nhỏ đó sống lại, là hắn cứ thế nghe lời tao răm rắp. Hắn giết lão Nguyên thì hết giá trị lợi dụng. Tao mê hoặc cho hắn cầm dao cắt cổ tự sát cũng chẳng có gì khó. Thế là gánh tội thay tao hả? Thôi, việc cần biết á thì đã biết. Mày chết đi. Tên Thắng hóa ra là một tà sư chuyên dùng phép hại người, đã tính toán ra những kế hoạch giết người man rợ kinh khủng mà bản thân có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không sợ liên lụy. Đối với hắn, tham niệm của con người chính là điều kiện tốt nhất để mê hoặc điều khiển làm tay sai cho mình. Thắng đưa tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú ngữ, thanh âm vang vọng nhưng lời chú lại khó hiểu, không thể rõ nghĩa. Bóng đèn chính trong căn nhà chớp điện một vài lần rồi tắt ngấm đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn ánh sáng tờ mờ nhàn nhạt của dần trăng tròn trên cao đang rọi xuống.
một thứ ánh sắc lạnh lẽo thê lương vô cùng. Cái tượng rồng vàng trong tủ lúc này bỗng rung lắc dữ dội, da đập lên nền tủ và thành gương, tựa như sắp làm vỡ tủ đến nơi. Một tiếng gầm rú kinh tai phát ra, âm phong nổi lên cuồn cuộn, xô đẩy các tán lá bên ngoài vang lên tiếng xào xạc, như thể có ai đang rung cây. Các tán lá bay loạn tứ tung, bay vào cả bên trong phòng, chỗ hai người đang ngồi. Sau lưng Thắng lờ mờ hiện ra một bóng đen to lớn, hai mắt tròn đỏ ngầu hung dữ. Thân ảnh của nó phiêu phù tại chỗ mà gầm gừ đe dọa cô gái trước mặt mình. Mình vì la lên sợ hãi, bò trường ra sau, cố rời xa một người có quỷ trước mắt một cách vô vọng. Đúng lúc này trên sàn nhà cũng có một bóng người từ đâu xuất hiện. Cái bóng kéo dài từ ngoài vào trong gian phòng. Nơi cửa đã có một người tiến lại, chính là Pháp Sư Huy. Hóa ra Huy theo cô bạn về cùng, một mực chờ đợi bên ngoài. Vừa thấy quỷ khí xuất hiện đã biết cô bạn lâm nguy, nên có mặt kịp thời như lúc này. Pháp Sư Huy nhìn bóng đen sau lưng tên tà sư Thắng, nhíu mày một lúc, rồi gật đầu như tự xác nhận với mình một điều gì đó. Anh nhận ra đây chính là con quỷ dương một tháng trước đã gặp ngoài nghĩa trang. Thì ra nó theo lệnh của tên Thắng này mà cắn nát linh hồn của ông Quốc. Thảo nào hôm đó anh đến gọi hồn người đã khuất mà tên tà sư này không hề lo ngại hay quan tâm gì. Hóa ra hắn đã thừa biết linh hồn kia đã bị đánh nát từ lâu rồi. Chỉ có điều hắn không ngờ là đêm đó Huy lại có mặt ở nghĩa trang, kịp thời xua đuổi quỷ dương, nên ông Quốc vẫn còn giữ lại được một chút tàn hồn. Và hôm nay đến đây, Huy đã phát hiện ra bức tượng rồng vàng kia có âm khí rồi. Quả nhiên con quỷ này bị hạn chế, chỉ có thể hiện ra vào đêm trăng tròn. Thảo nào mà mày mất công bày đấu trò, chứ không trực tiếp sai nó làm việc. Con quỷ chết tiệt, lại gặp mày rồi. Hôm nay mày đừng có hòng thoát. Dùng mạng của mày mà đền bù pháp khí đã bị hư hại cho tao đi. Một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm mớ phù chú đỏ tươi đầy linh lực, Huy xông tới trước mặt. Tên tà sư Thắng giạt ra một bên, con quỷ sau lưng liền lao lên tấn công kẻ thù. Mối hận bị đánh trọng thương đêm hôm đó, nó vẫn còn chưa quên. Đừng nói đấu quỷ không cần học võ, thân thủ kém là dở nợ ngay. Huy cảm nhận được sát khí trong thân quỷ rất nồng, có phần e ngại. Huy cười lạnh, phóng lên. Xoạt. Quỷ trảo khẽ nhích, đánh ra một cái như vũ bão. Huy co giãn cơ mặt, thụt đầu xuống né tránh. Gió thổi mắt lạnh da đầu. Âm thầm mắng con mẹ nó, quỷ biết gió chăng. Anh hít vào một hơi lấy thần, di chuyển cước bộ xào xạc tiếp cận. Kiếm gỗ trong tay dùng lên, ra đòn rất hung hiểm tàn nhẫn. Mà quỷ dương đòn này á vừa thu, đòn kia đã đến. Một bàn tay quỷ đầy vuốt nhọn úi thẳng vào. Huy chỉ kịp xoay kiếm ngang ngực ngăn trở. Huy bị đánh văng ra, lưng nện vào thân tường phòng. Mình vì nhìn thấy bất an, lại nhìn qua từng chỗ bầm dập trên thân anh chàng pháp sư, càng xót gan xót ruột mấy lần. Lúc này chỉ biết thầm cổ vũ anh bạn, ra sức đánh quỷ trả thù, đòi lại công bằng cho những người đã khuất. Huy nhìn trời đất như một, đang mờ ảo từ một hóa ra hai ba, chống mũi kiếm ngồi dậy. Huy phóng ra tấm linh phù, quỷ dương dung trảo ngăn trở. Lúc này linh phù kịp thời bắn ra hồng quang, bay múa tinh diệu, ôm chặt vào quỷ trảo gầy guộc. Quỷ dương có hơi chới giới, bật ngửa ra phía sau. Huy chạy nhanh đến như đạn pháo nã lên, rồi hú hồn lách người qua đánh một đòn phản công. Quỷ gào lên hung ác, hai tay đau đớn vì bị phù chú ăn mòn. Quỷ trảo phun khói nhiệt liệt, còn phần chân dưới thân rơi xuống đất hóa thành đám khói tuyệt vọng. Huy nhìn vào cảnh tượng này liên tục cười tươi, rồi dậy lây quay xoa xoa cái lưng. Nếu không phải thân thể đặc biệt thì xương sống có khi cũng bị đánh nát luôn rồi. Điều đó không quan trọng, đầu thấy chính ông trời. Quan trọng là anh cũng là kẻ thù dai. Chưa kịp động thủ tiếp, quỷ dương đau quá hóa hùng, đã dùng dậy dữ dội hồng tách linh phù đang cắn nuốt kia ra khỏi quỷ thân của mình.
Nhưng những tờ bùa tràn đầy linh lực kia như thể bám rễ trên thân thể của nó rồi, làm cách nào cũng không thể giằng ra được. Huy tranh thủ một cơ hội chớp nhoáng, lúc quỷ dương đang phân tâm giằng co đấu với linh phù mà cắt ngón tay, nhỏ máu lên thân kiếm gỗ rồi đọc chú. Máu thấm vào thân kiếm liền bị cắn nuốt, nhanh chóng thấm hết vào trong. Thanh kiếm cũng phát ra những tiếng ong ong như kích động. Tiếp đó cậu pháp sư lao thân lên, một kiếm đâm xuyên đầu con quỷ dữ. Trước tiên là phần đầu của con quỷ dương bị nổ ra thành một bãi khói. Dần dà, cả thân hình của nó biến mất, cũng toàn là khói đen đặc. Một đám kim tuyến bay lên. Huy đảo quanh một vòng thăm dò quanh thân đối thủ. Khi thấy đã an toàn mới tiến lại, đi đến gỡ linh phù trên thân nó ra rồi toan cất đi. Nếu như bị rách phải tốn thêm một tấm khác. Bùa chú mỗi lần hóa ra được cũng khó vô cùng. Mỗi tờ đều trân quý đối với mỗi người hành pháp như anh, không thể lãng phí được. Bức tượng rồng vàng trong tủ vang lên những tiếng canh cách. Khắp thân lan tràn vết nứt như mạng nhện, rồi dở ra thành từng mảnh nhỏ. Diệt xong quỷ dương, Huy cũng đã kiệt sức đi nhiều. Nhưng đối với tên tà sư trước mặt, anh vẫn có tự tin. Vừa che chắn cho cô bạn sau lưng, vừa lao lên tấn công tiếp. Hắn tuy là tà sư, nhưng chỉ quen dùng độc hoặc điều khiển âm binh. Giờ đây tay sai chủ lực mà hắn dựa vào đã bị đánh chết rồi, làm sao có thể là đối thủ của người pháp sư tài năng này được nữa. Chỉ sau một lúc, thanh kiếm gỗ trên tay Huy đã đánh liên tiếp vào nhiều vị trí trên thân của hắn ta. Chát một tiếng, hai khớp gối phía sau bị quất mạnh làm hắn quỵ xuống tại chỗ. Tư thế nửa quỳ nửa ngồi, vẻ mặt lúc này đau đớn khổ sở. Tại sao lại như thế này? Mày là thằng khốn, tên pháp sư nhiều chuyện, liên quan gì đến mày chứ? Con nhỏ này phải chết, cả nhà nó đều đáng chết. Minh Vi bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, nhìn tên Thắng mà gào lên từng tiếng đầy đau đớn tuyệt vọng. Anh Thắng, tại sao anh lại hận gia đình tôi như vậy? Mẹ con tôi có chỗ nào đối xử không tốt với anh sao? Cha tôi không có thích anh, nhưng ông ta cũng đã mất rồi. Lẽ nào anh ghi hận chuyện cũ hay sao? Tên Thắng ngửa mặt cười thảm, âm thanh giễu cợt mà trả lời. Mày coi tao là kẻ chỉ vì mấy cái chuyện giặt giảnh đó mà ghi hận sao? Mày sai rồi. Nói cho mày biết, cha tao đã treo cổ tự vẫn đó là vì ai mày biết không? Là vì lão cha tham lam máu lạnh của mày đó Vi. Anh nói như vậy là sao? Rồi tên Thắng kể. Năm đó gia đình nghèo túng đến độ không có gạo ăn, nợ nần ngập đầu, đến độ phải cầm cố bảo vật gia truyền là bức tượng rồng vàng kia để giải nguy hoàn cảnh trước mắt. Một thời gian sau này khi làm ra tiền rồi thì cha của Thắng tìm ông Quốc để xin chuộc lại. Ông Quốc là người làm ăn, tính tình không phải hiền lành gì. Ông ta chỉ tốt với vợ con thôi, chứ với người ngoài thì rất tuyệt tình. Làm nghề cho vay nặng lãi đâu có đơn giản mà mỗi lòng xót thương bất kỳ ai. Bức tượng kia quá đẹp, quá tinh xảo, lại đầy ma mị hút hồn. Lão Quốc mê đắm bức tượng ấy, lấy cớ đã hết hạn chuộc đồ mà dứt khoát không cho cha của Thắng nhận lại. Thậm chí đến mức cha của Thắng phải dẹp bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống trước chân ông ta dập đầu cầu xin chuộc lại bảo vật gia truyền. Nhưng ông Quốc chỉ cười mỉa mà không đáp ứng. Xấu hổ với tổ tiên, tuy cha Thắng là một pháp sư nhưng tâm tính thiện lương, trước giờ không dùng thủ đoạn hại người, nên cũng không làm hại tên chủ cầm đồ. Trong một lúc nghĩ quẩn, Quốc ức vì đã quỳ xuống trước người dân mà vẫn không thu hồi được đồ gia bảo. Xấu hổ với tổ tiên, người cha ấy đã treo cổ tự vẫn. Thắng thì không có tốt tính như cha mình. Khi tìm hiểu rõ sự việc thì thù hận nổi lên, ngay lập tức nhen nhóm ý định báo thù. Học theo đường tà sư, quyết tâm hại chết cả nhà Minh Vi, một người cũng không bỏ qua. Mối thù này phải dùng tất cả mạng sống của người một nhà ấy bù vào thì hắn mới thấy thỏa mãn được. Tất cả
cả chỉ vì một bức tượng thôi sao? Anh nói với tôi tất cả chỉ vì một bức tượng hay sao? Cô gái tội nghiệp thổn thức nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng rồi gào thét bi ai. Thắng cười chua xót. Mày nói chỉ là một bức tượng hả? Nói cho mày biết, nó là đồ gia bảo của nhà tao, là tôn nghiêm, là tự hào của nhà tao đó. Là do cha mày tham lam nhẫn tâm mà thôi. Hắn phải chết, đền mạng cho cha tao. Thắng cười lên tiếng cười tan thương và thù hận. Có vẻ như hai mẹ con nhà này chưa tuyệt mệnh thì hắn vẫn không thể cam tâm. Ở con người này, lòng quán niệm đã dâng lên đỉnh điểm rồi. Chỉ có khiến người khác rơi xuống máu tanh thì mới có thể khiến cho bản thân hả lòng hả dạ. Huy lắc đầu ngao ngán. Kẻ trước mặt đã hết đường cứu chữa. Thả hắn một con đường chính là dẫn ra một mối họa lớn cho chúng sanh. Còn đang phân vân chưa biết làm sao để triệt để xử lý tên tà sư thì ngoài kia gió nổi lên dần vũ mù mịt, bụi đất bị cuốn tung lên, những luồng âm phong bay vào trong phòng làm tất cả lạnh giá. Trong cơn gió ẩn hiện hai cái bóng ma lúc mờ lúc tỏ, nó lao thẳng đến thân người của Thắng rồi nhập vào trong. Tên tà sư đã bị Huy đánh phế, giờ là kẻ bình thường không có pháp lực nên vô vọng chống cự lại những vong hồn vừa xuất hiện. Thắng ôm đầu kêu gào đau đớn, ánh mắt lúc trắng giả lúc lại lấp lánh ánh đỏ ma mị vô cùng, toàn thân giải đành đạch lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Mày giết tao, mày giết tao, trả mạng cho tao, mày lừa tao, đồ khốn, trả mạng cho tao. Trong thân thể của tên tà sư phát ra hai luồng âm thanh ma quái khác nhau, tiếng vàng lạnh lạnh đầy hung tợn giận dữ. Tên Thắng đột nhiên ngồi dậy, hai tay vẫn còn ôm lấy đầu, vẻ mặt thống khổ. Rồi hắn cứ thế chạy sộc ra bên ngoài. Huy nhìn theo bóng gã đi khuất mà lắc đầu thở dài. Anh biết vừa rồi là hai quán linh của lão Nguyên và anh giúp việc. Khi Thắng đã mất hết pháp lực thì cũng là lúc bọn họ tận dụng cơ hội nhập thân thể phục thù rửa hận máu. Hậu quả của tên Thắng sau này có thể hiểu, bị hai dòng quỷ ám thân hành hạ, kết thúc có lẽ sẽ là một cái chết thê thảm ở một nơi nào đó không ai hay biết. Có khi toàn thân không còn được nguyên vẹn, bởi quán linh sinh ra từ lòng thù hận sâu dày, đối với kẻ thù sẽ không chút nào nương tay. Huy đến bên cạnh cô bạn dỗ dài an ủi chứ không nói lời nào. Minh Vy ôm mặt khóc nức nở nghẹn ngào. Chỉ một thời gian ngắn, cô mất chú, mất cha, giờ đến người chồng sắp cưới cũng phản bội mà biến mất, nhất thời không thể chịu nổi. Dù có cố kiên cường mạnh mẽ đến đâu, Minh Vy cũng vẫn là một cô gái mà thôi. Thấy bạn đã kiệt quệ, Huy dìu cô đi nghỉ, còn mình thì tự nhận việc đến bệnh viện trông coi ca đêm cho mẹ của cô bạn. Nhìn bóng trăng tròn dành dạnh soi sáng trên cao, Huy chỉ thầm cảm khái cô bạn mình thật đúng là không may. Một thời gian sau, bà Thu dần dần hồi phục, có thể đi lại và chỉ chờ được bác sĩ cho phép là xuất viện. Hiển nhiên là nhờ công của Huy âm thầm giải thứ độc dược mà Thắng đã trộn vào phần canh lương. Bà Thu khi nghe kể câu chuyện thì chỉ biết trào nước mắt, miệng chỉ lặp đi lặp lại được hai chữ: oan nghiệt. Một buổi sáng đẹp trời, Minh Vy cùng Huy đi thăm mộ hai người xấu số chết thảm kia. Cả hai ngồi một ghế đá, không nói gì mà chỉ nhìn bầu trời trong xanh. Một lát sau Huy mở lời: mày đã ổn hơn chút nào chưa? Minh Vy cười không đáp, chỉ nói bâng quơ: tình duyên của tao lận đận quá. Năm đó thời học sinh yêu một chàng trai tốt bụng nhưng bị cha ngăn cản, chỉ vì chàng ta nghèo quá. Giờ yêu một anh khác á, thì gặp đúng ngay kẻ thù.
tiếp cận ta chỉ vì có ý đồ riêng, muốn đoạt mạng cả nhà. Mày nói coi, tiền bạc là sự giàu có, đúng là hai mặt cuộc đời ha. Huy cười khổ không đáp. Anh biết rõ chàng trai nghèo thầy học sinh mà cô Vi yêu là ai. Tính ra thì đến bây giờ anh vẫn nghèo vậy thôi, chẳng thay đổi gì cả. Không biết từ bao giờ, hai người đã nắm tay nhau cùng nhìn ngắm bầu trời cao dời dợi. Những tia nắng ban mai ấm áp len qua những tán lá sưởi ấm khắp nhân gian. Tiền bạc có ma lực vô cùng lớn, làm thay đổi tâm tính của con người. Người càng tham thì giả tâm càng sâu, kế hiểm càng nhiều, có thể sinh ra những hậu quả không thể ngờ tới. Mà hậu quả khi sinh ra tâm ma cũng chính là bản thân họ phải gánh chịu tất cả nghiệp báo sau này. Nếu dùng tham sân si để xử lý mọi việc thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề thì trời đất trong sáng, mọi sự kiết tường. Nên nói, nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn. Chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy thường an vui. Tai nạn hay an bình đều do người mà ra cả. Khi đã gạt đi hết những tính toán vật chất hơn thua, lòng người mới thật sự bình yên làm sao. Tình người và sự cảm thông mới là thứ sưởi ấm và liên kết con người lại với nhau một cách chân thật và giản dị nhất trên đời. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Kỳ án đêm trăng tròn, tác giả Phi Hưng. Không biết quý vị sẽ nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng cảm xúc của Thi và những cảm nhận của Thi thì Thi thấy Thi rất là thích cách viết của Phi Hưng, rất thích những câu chuyện của anh ấy. Bởi vì những câu chuyện mà Phi Hưng kể đều mang tính nhân văn rất là cao, truyền tải một thông điệp rất lớn đến với tất cả chúng ta. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý vị một đêm thật là an lành và ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp lại vào những câu chuyện sau nha. Thân ái chào tạm biệt.